Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Chương 133, Phật gia xuất giá 1. Chuyện được đăng tải duy nhất trên trang đình này có ngư. Vui lòng đừng sao chép khi chưa có sự đồng ý của trang chủ. Trước đây Phật gia có nói nếu tôi muốn biết rõ chân tướng thì đến hẻm Ô Y ở Nam Kinh tìm cô, đã 2 năm không gặp, bây giờ không biết cô ấy có còn nhớ tôi là ai không nữa. Trải qua trận bão táp ở Đàm Cửu Long, sau đó lại trú tại toàn chân giáo 2 năm bây giờ tôi có cảm giác như được tái sinh làm người. Hiện tại vẫn đang là thời đại mặt Pháp, không có cơ duyên, cũng không có yêu linh quỷ mị phô trương thanh thế, kẻ tu hành muốn nâng cao tu vi thì bắt buộc phải nhập thế. Lòng người phức tạp những ham muốn dục vọng, tạo kẽ hở cho những linh hồn quỷ dữ xâm nhập, nhiễu loạn nhân gian. Cái gọi là sát tâm, không phải là ham muốn giết người, cũng không phải giết người bừa bãi mà là một kiểu thái độ của đạo gia. So với sự phổ độ chúng sanh của Phật gia, sát tâm đối với đạo gia mới quan trọng nhất, trong đạo Pháp tu hành vẫn có câu nói thay trời hành đạo. Đối với những sinh linh xâm phạm thiên đạo nhân luân, những kẻ tu hành đạo môn sẽ không ngần ngại xuống tay sát phạt. Những nhà đạo thống khác nhau đều có những thuật sát phạt khác nhau, mà bản thân lôi pháp cũng được sinh ra với mục đích thay trời hành đạo như vậy. Sau khi xuống núi, tôi thay sang thường phục, nhìn mình trong gương tôi không khỏi cảm thán bản thân càng sống lại càng trẻ ra nha. Lần đó, vài viên tuyết liên đan đã giúp thân thể tôi tốt lên không ít, da rẻ mịn màng săn chắc, mi nhãn thanh cao, dù đã gần 30 tuổi nhưng trông tôi còn trẻ hơn cả hai năm trước nữa trời ơi. Tuổi tác của những người tu đạo vốn dĩ là một câu đố, có những cao nhân tu đạo đã tới tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn giữ được dung mạo như thời trẻ cơ. Ba ngày sau, tôi đã đến được hẻm Oi ở Nam Kinh. Hẻm Oi được bảo hộ như một di tích cổ, nhưng vương gia lại không ở đây. Trong lịch sử rất nhiều gia tộc quyền quý có những truyền thống bí mật, vương gia là một trong số đó. Không những bước chân vào bảo giới mà đồng thời còn có được địa vị độc tôn của mình trong giới tu hành. Vương gia cũng tu hành, bản thân tuệ nhãn là một loại bí thuật thần thông của người tu hành, chỉ là nó quá độc đoán và kiêu ngạo nên đã bị những người tu hành chính thống vứt bỏ. Đương nhiên, tu hành của vương gia không thể so sánh với đại đạo giáo của toàn chân giáo, pháp thuật tu hành của họ nhất cử nhất động đều không tách rời khỏi thế tục, không theo đuổi trường sinh đại đạo, chỉ cầu cho nhân gian vinh hoa phú quý. Mà đạo muốn một lần nữa quật khởi chẳng khác nào là bắt đầu từ con số không, không thể không tích lũy vật chất của cải, đó cũng là lý do mà Khương Tuyết Dương muốn tôi đến vương gia còn có truyền thống cha truyền con nối ngàn năm này của vương gia những bí mật thế tục được nắm giữ bên trong có khi còn có tính thực dụng hơn cả kho tàng của đạo giáo họ có thể tiếp cận thế giới mà người phàm không thể chạm vào tất nhiên họ cũng biết đến sự tồn tại của âm linh tà túy nếu như thân phận tôi chỉ là một người bình thường bắt đầu nhập thế thì không biết năm nào tháng nào mới có thể tôi luyện ra sát tâm tuy trận chiến đàm cửu long ngày đó là nhìn vào nhân tài huyền quan chân khí nhưng chủ yếu là do nó có liên quan đến sự tái xuất của ma đạo tổ sư nếu không thì những người đó sẽ khó có thể xuất hiện trên nhân gian nói gì đến việc hội tụ lại với nhau đối với thế tục mà nói những người tu hành nắm giữ chân khí vẫn chính là sự hiện diện thần tiên tôi muốn nhập thế vương gia chắc chắn sẽ được trọng dụng vì lão tổ của vương gia vẫn chưa đạt đến đỉnh cao tu vi chân khí gõ cửa vương gia tôi trực tiếp nói rõ ý định đến đây để gặp phật gia của mình con cháu vương gia nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới thấy tôi một thân thường phục lại nét mặt thô kệch liền nói phật gia không phải là người mà ai cũng có thể gặp đâu nhé liên quan đến phân thủy kiếm ngay khi nghe tôi nói đến phân thủy kiếm nét mặt của người này liền thay đổi gấp rút hỏi không biết tên của tiên sinh là gì tôi liền đi thông báo với gia chủ cố nhân thôn bạch vụ tôi hỏ tạ một lúc sau vương hán sinh mang theo hai tùy tùng đến gặp tôi sau này tôi mới biết vương gia cũng có hai phần nội và ngoại giống như đạo thống ngoại môn quản nhập thế nội môn làm chủ tu hành sau khi Vương Gia dựa vào phân thủy kiếm làm giàu kho báu của mình, Vương Hán Sinh tiếp tục nối dõi làm người đứng đầu ngoại môn. Gia là cậu, Vương Hán Sinh hiển nhiên vẫn nhận ra tôi. Tôi đến để đưa phân thủy kiếm, nhân tiện thăm hỏi Phật Gia. Nói xong, tôi lấy phân thủy kiếm từ trên lưng xuống, trực tiếp đưa qua. chương 134, Phật Gia xuất giá 2. Vương Hán Sinh không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy. Đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó mới đón lấy trong sự kinh ngạc, mở miếng vải bọc bên ngoài ra liếc nhìn một cái liền kích động che lại ta vào báo với lão tổ trước các người hãy đưa tạ tiên sinh đến phòng khách đi nói rồi vương hán sinh liền chạy một mạch vào nội viện sân viện vương gia yên tĩnh tường cột chạm khắc cổ kính không hổ là thế tập môn phiệt trên đường đi tôi bắt gặp khắp vương gia treo đèn kết hoa hỉ khí bao trùm hỏi ra mới biết hôm nay lại là ngày đính hôn của phật gia trong lòng vô cùng kinh ngạc bởi vì vương gia hiện tại chỉ có một vị phật gia vương gia làm sao có thể gả cô ấy cơ chứ vương gia là quý tộc ngàn năm không thiếu quyền thế hay phú quý mà nay vương gia lại bằng lòng gả phật gia đi chắc chắn người đó không thể tầm thường người mà phật gia lấy là ai vậy tôi hỏi là đệ tử của phái mao sơn trương phàm quả nhiên là giống với suy đoán của tôi có thể khiến phật gia đồng ý kết hôn chỉ có thể là người xuất thân từ đạo giáo lớn bởi vì vốn dĩ vương gia cũng tu hành xuất thân không kém những đạo giáo vừa và nhỏ trương phàm có lai lịch thế nào là cháu trai của Thiên Hạ Hành Tẩu phái Mao Sơn Trương Nhược Hư. Ồ, cũng tính là môn đăng hộ đối. Tôi Thảo Mai nói, năm đó tôi cùng Phật ra đến Đàm Cửu Long, tôi rất có hảo cảm với người như cô ấy, hơn nữa tôi là một trong số rất ít người nhìn thấy tuệ nhãn của Phật gia. Sự duyên dáng và ấm áp của cô ấy, và cuối cùng là đôi mắt làm tan nát cõi lòng tôi đã để lại sâu thẳm trong trái tim tôi một ấn tượng khó mà quên được. Bản chất là đàn ông, khi nghe cô ấy sắp kết hôn trong tim tôi cũng dâng lên một chút cảm giác chua chát. Môn đăng hộ đối khỉ gì, cái tên lăng nhăng kém cỏi trương phàm đó căn bản không xứng với Phật gia nhà chúng tôi. Người tùy tùng nói với biểu tình không hài lòng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Việc này phải kể từ chuyến đi miêu cương khám phá kho báu. Nửa tháng trước, Vương gia nhận được tin báo từ người chăn cừu, người chăn cừu là cách nói của thế giới biệt bảo, họ chuyên tìm kiếm kho báu trên trời, sau khi phát hiện ra biệt bảo có thể lấy được thì lấy, không lấy được thì bán lại cho người khác. Người chân cừu này nói rằng ở đầm nước đen trên sông Thái Hà ở Miêu Cương có xuất hiện dị bảo, bảo khí sung thiên. Vương gia đã cho người đến kiểm chứng, bắt gặp thải quang hoa trong nước, vương gia sướng điên, sau khi trả rất nhiều tiền cho người chân cừu liền đem người xuất phát đến đầm nước đen tìm kiếm bảo vật. Đầm nước đen nằm sâu trong thung lũng, độc trùng đầy trên đất, tương truyền rằng đầm nước đen này là di tích của một chiến trường cổ ở Miêu Cương, thi hài trong nước nhiều vô kể, có thể sánh ngang với đàm cửu long muốn đi đến một nơi nguy hiểm như thế để tìm kho báu tất nhiên sẽ nhờ tới phật gia trong lúc phật gia dùng tuệ nhãn để tìm kiếm phát hiện kho báu bí mật này nằm trong một ngôi mộ dưới đáy nước xung quanh bị khí đen kỳ dị bao phủ nhìn không thấu hơn nữa ngôi mộ này chất đầy xương trắng tà âm vô cùng nên phật gia đã khuyên vương hán sinh từ bỏ đi thế nhưng vương hán sinh không đành lòng tay không trở về từ khi mất phân thủy kiếm địa vị của hắn ở ngoại môn càng ngày càng thấp nếu không lấy được dị vật này e rằng chức vị gia chủ của hắn cũng không ngồi được bao lâu nữa. Sau khi con cháu Vương ra xuống nước, cuối cùng dị bảo cũng được lấy lên từ bên dưới những bộ xương sau nửa tháng. Cậu nhất định không đoán ra dị bảo này là gì đâu, có đánh chết chúng tôi cũng không nghĩ đến là thứ đó. Đó là cái gì? Tôi hỏi anh Linh Đan còn lưu lại của Bạch Cốt Ác tướng sau khi chết. Anh Linh Đan của Bạch Cốt Ác tướng quả thật là một dị bảo hiếm thấy, những loại bảo vật như thế không phải ai cũng có thể động vào kèm theo nó là lời nguyền oán hận của bạch cốt ác tướng. Ban đầu không ai biết nó là thứ gì, sau khi mang về nhà, vương hán sinh đem nó đến nội môn để dâng báu vật vừa lấy được, vương lão tổ mới chỉ ra đây là anh linh đan của bạch cốt ác tướng. Bảy ngày sau, ác mộng ập đến, bất cứ ai đã từng chạm qua anh linh đan đều bị oán hận của bạch cốt ác tướng nguyền rủa. Mỗi ngày sau khi chìm vào giấc ngủ đều là tiếng kim qua thiết mã dung chuyển đất trời, đến cả vương lão tổ cũng không buông tha. Thần kinh của những người bị dính lời nguyền bị tàn phá nghiêm trọng sau khi phát sinh chuyện này nhanh chóng lan rộng trong giới tu hành trương phàm tìm đến cửa nói rằng hắn có thể giúp vương gia phá giải được lời nguyền nhưng có một điều kiện điều kiện đó là phải để phật gia gả cho hắn đúng vậy vương gia rơi vào thế bất đắc dĩ mặc dù không cam lòng nhưng nếu như lời nguyền không được phá giải trên dưới vương gia không biết sẽ phải chết bao nhiêu người chưa kể trương phàm đã ra mặt vương gia không có cách nào đi tìm những cao nhân của đạo môn khác nhờ giúp đỡ bởi vì không ai nguyện ý đắc tội với hắn đắc tội với hắn cũng xem như đã đắc tội với hành tẩu thiên hạ trương nhược hư của mao sơn phái. ở trận chiến đàm cửu long tuy trương nhược hư không thể hiện thanh uy nhưng ở phàm gian thế tục ông ta lại là thần tiên sống với thủ đoạn thông thiên pháp thuật độc môn thần tiên tác của ông ta thậm chí còn làm kinh ngạc thế nhân uy danh trong thế tục tốt hơn cả khương tuyết dương. thấy vương gia gật đầu đồng ý hôm đó trương phàm đã mang viên anh linh đan đi phá giải lời nguyền cho vương gia sau đó chọn hôm nay làm ngày đính ước chương 135, thái độ của vương gia một Tôi ở phòng khách đợi không lâu thì có lão bà một thân thanh y bước vào chuyển lời của Phật gia. Tạ tiên sinh, Phật gia muốn gặp cậu. Cách ăn mặc của lão bà này gây ấn tượng không nhỏ với tôi, kiệu mềm của Phật gia trước đó chính là được khiêng bởi bốn lão bà ăn mặc như thế này. Tôi cùng lão bà bước ra ngoài, xuyên qua đình nghỉ mát rồi một hành lang dài và hẹp, cuối cùng là bước vào một căn phòng được bao phủ bởi hoa. Căn phòng rất tối, trong phòng, Phật gia đang ngồi ngay ngắn đối diện với cửa. Sau khi cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào gương mặt của cô ấy như chiếu vào một mảnh sứ tuyệt đẹp. Lão bà khép cửa lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Phật gia. Mắt của cô ấy vẫn quấn một mảnh vải đen, không thể trông rõ nét mặt, chỉ nhìn vào đôi má mới thấy cô ấy tiểu tụy đi nhiều. Ngày đó từ biệt, tôi cứ nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp, nào ngờ đã đợi chờ hai năm rồi. Phật gia nhàn nhạt mở lời, ừm, um, Phật gia gần đây vẫn tốt chứ. Tôi hỏi, trên đường cậu đi tới đây có lẽ cũng biết rồi đó, Vương gia muốn tôi cùng Trương Phàm của Mao Sơn phái định hôn. Bản thân cô có nguyện ý không? Tôi lại hỏi, sau khi làm Phật gia thì cái mạng này của tôi đã giao cho Vương gia rồi, trước nay cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục tốt đẹp gì. Bây giờ Trương Phàm đem an nguy sinh tử của người trong Vương gia ra ép tôi lấy hắn, tuy tôi là một phế nhân, nhưng trong tim vẫn không hề nguyện ý. Nếu cô không đồng ý kết hôn thì sẽ thế nào? trương phàm chỉ tạm thời dập tắt chứ không phá giải lời nguyền của viên anh linh đan nếu như tôi không đồng ý vương gia sẽ bị lời nguyền của bạch cốt ác tướng dần vặt chỉ có cái chết mới có thể giải thoát các người không nên để hắn mang viên anh linh đan đi ai là người gây hỏa thì nên tự giải quyết muốn loại bỏ lời nguyền của bạch cốt ác tướng thì nên xuống tay từ chỗ viên anh linh đan kia tôi nói đúng là như vậy nhưng ngay cả khi hiện tại có người muốn ra tay thì cũng đã muộn rồi nhưng nếu tôi cùng hắn thành hôn hắn sẽ trở thành người của vương gia đến lúc đó toàn bộ gia tài tích lũy nghìn năm của vương gia cũng sẽ bị hắn kiểm soát. Phật gia nói đến đây, ngay lúc đầu tôi cũng đã nghĩ đến. Nghe nói tu vị của Trương Phàm đã đạt đến đỉnh cao chân khí, loại người này cho dù phẩm cách có kém cũng không thể vô duyên vô cớ động sắc tâm với Phật gia được. Tuy Phật gia kiều Mỹ, nhưng lại chưa từng để lộ dung nhan của mình trước người khác. Như vậy thì từ đầu Trương Phàm không phải đánh chủ ý lên người cô ấy, mục tiêu của hắn là toàn bộ vương gia. Từ khi trận chiến đàm cửu long kết thúc êm đẹp, trong giới đạo môn bắt đầu nổi lên tin đồn rằng thời đại mạt pháp sắp kết thúc. Một khi thời đại mạt pháp kết thúc, những người tu hành trong nội môn của các đạo giáo lớn sẽ càng tranh nhau nhập thế. Nếu việc đó xảy ra, việc tranh đoạt của cải vật chất trong thế tục tất nhiên là không thể tránh khỏi. Vương gia là hào môn nghìn năm, gia tài giàu có, những đạo giáo vừa và nhỏ không thể đụng đến vương gia, mà trong mắt của những đạo giáo lớn, vương gia không khác gì một miếng thịt béo bở. Vương gia trong thế tục vốn dĩ có sức ảnh hưởng rất lớn họ chỉ cần hành sự cẩn trọng những đạo giáo lớn sẽ không dễ dàng xuống tay nhưng thời vận của vương gia thực không tốt lại dính phải lời nguyền trên viên anh linh đan của bạch cốt ác tướng đầm nước đen là tàn tích chiến trường cổ ở miêu cương bạch cốt ác tướng lại là tướng quân tử trận oán hận không tan mà bạch cốt ác tướng lại mở ra linh trí hấp thụ tà khí nơi chiến trường để tu hành đắc đạo người thường tu hành sau khi luyện được chân khí có thể mở ra huyền quan để dự trữ chân khí của mình vì bạch cốt ác tướng là tử linh không có huyền quan sau khi luyện ra chân khí sẽ dùng phương thức kết đan để dự trữ chân khí. Cái gọi là anh linh đan, thực chất chính là vật kết tụ chân khí của bạch cốt ác tướng. Nếu có thể luyện hóa và hấp thụ đầy đủ, đối với người tu hành mà nói còn chân quý hơn cả thiên linh dị bảo. Chỉ là anh linh đan đã được yểm oán hận trước khi chết của bạch cốt ác tướng, những kẻ đạo hành không đủ không cách nào luyện hóa được, không cẩn thận sẽ bị phản ứng dữ dội. Còn đối với người thường mà nói, anh linh đan không phải thứ tốt lành, một chút bấn cẩn sẽ bị dính lời nguyền của bạch cốt ác tướng, từ đó tâm trí sẽ bị tàn phá bởi linh hồn của những anh hùng tử trận. Mao Sơn phái tinh thông bùa chú, Trương Phàm tất nhiên có thể dễ dàng ngăn chặn lời nguyền của bạch cốt ác tướng lên vương gia, tuy nhiên muốn luyện hóa viên anh linh đan này, trừ khi hắn ta đã tu hành đến cảnh giới huyền quan, nếu không căn bản là làm không nổi. chương 136, Thái độ của vương gia 2 Vậy tu vị của Trương Phàm thì thế nào? Tôi hỏi, tôi không hiểu rõ về tu hành, nhưng đã từng nghe lão tổ nói một câu hắn chắc hẳn là đang ở đỉnh cao chân khí sắp phá nhập huyền quan phật gia đáp thật là một kế hoạch thâm độc tôi thấp giọng mắng mỏ một câu trương phàm đang gặp khó khăn trong tu hành anh linh đan này đối với hắn chính là cơ hội trời ban nhưng hắn không những mang anh linh đan đi thuận tay mang luôn toàn bộ gia tài của vương gia thậm chí còn có luôn tuệ nhãn của phật gia hiện tại sự việc này đã bị tôi nhìn thấu tôi tất nhiên sẽ không để kế hoạch của hắn ta thành công Vương gia rất quan trọng đối với tôi, hơn nữa Phật gia vốn đã là cô gái khổ mệnh nhất thế gian, nhân cách của tên Trương Phàm này quá hèn hạ đi, tôi sẽ không đứng yên nhìn Phật gia rơi vào hố lửa. Hơn nữa, nếu không có phân thủy kiếm của vương gia, tôi cũng đã không thể vào cỗ quan chấn hồn, về phương diện này mà nói thì tôi đã nợ vương gia một phần nhân quả. Hiện tại vương gia gặp nạn, vừa đúng lúc tôi tìm đến để làm rõ đoạn nhân quả này. Nhưng mà hiện tại tôi chưa thể tiết lộ được, Trương Phàm tối nay sẽ quay lại để đưa thiệp cưới tôi định gặp hắn ta rồi hãy nói tiếp đi. Mao Sơn và Toàn Chân Giáo đều là đạo giáo lớn, thân phận hiện giờ của tôi là đệ tử của Toàn Chân Giáo, không thể trực tiếp gây xung đột với hắn ta, chắc chắn phải tìm một cái cớ để nói về việc này. Tại sao cậu không hỏi tôi hôm đó đã thấy gì dưới nước? Phật ra hỏi, nếu tôi đoán không sai, cô chắc là đã nhìn thấy một cỗ quan tài. Cậu đã biết rồi à? Phật ra hơi ngạc nhiên, ừm, tôi không những biết rồi mà còn đã đi vào trong đó rồi cơ. Bí mật đàm cửu long tuy đã được hé lộ, nhưng đối với người ngoài cuộc thì những chi tiết bên trong vẫn là một bí ẩn. Bởi vì địa vị của vương gia trong giới tu hành, tất cả sự việc diễn ra ngày hôm đó bọn họ lại một chút tin tức cũng không nhận được. Nhiều nhất cũng chỉ là đoán ra nó có liên quan đến Hoàng Hà Nương Nương. Còn cố quan chấn hồn, mà đạo tổ sư, tạ Lưu Vân, họ không thể nào biết được. Cậu nói là cậu đi vào cố quan chấn hồn, vậy cậu nhất định cũng đã thấy bên trong có hai người đang chơi cờ rồi. Phật gia nói, cái gì? Tôi há mồm kinh ngạc, ngàn vạn lần không nghĩ đến nhãn tuệ của Phật gia lại lợi hại đến thế, đến cả thế giới nhỏ bên trong cỗ quan cũng nhìn thấy đó trời. Tôi đã nhìn thấy hai người đang chơi cờ, một người áo đen một người áo trắng, sau lưng mỗi người bọn họ đều cắm một lá cờ chiêu hồn, bên trên viết chữ MA và Đạo. Tôi không ngờ cô lại nhìn được nhiều như vậy, tôi thở dài nói, không những thế, tôi còn nhìn thấy bàn cờ của bọn họ. Cậu nói đã vào trong đó? Vậy hãy nói cho tôi biết hai người bọn họ ai là người thắng đi." Phật gia hỏi tôi, "Là người áo trắng thắng." Tôi đáp, "Sao có thể như vậy được? Lúc đó nhìn vào bàn cờ của bọn họ, người áo đen thắng mới đúng chứ." Thấy lời của Phật gia thật kỳ lạ, tôi liền đem toàn bộ cảnh tượng hai người bọn họ chơi cờ kể hết cho Phật gia một lần. Chưa hết, tôi còn nói cho cô ấy biết hai người đó một người là ma đạo tổ sư, một người là thiên hạ hành tẩu của núi Long Hổ khi đó tạ Lưu Vân. "Không thể như vậy." dựa vào toàn cảnh bàn cờ lúc đó, người thắng phải là ma đạo tổ sư mới đúng, không biết giữa chừng có phát sinh chuyện gì dẫn đến tình thế đảo ngược hay không. Có thể thắng thua sớm đã định, cho dù cơ quan của ma đạo tổ sư có chuyển mây thành mưa, cuối cùng cũng không thể thay đổi kết cục này. Tôi nói, đúng vậy, đúng là không ai có thể thay đổi số phận. Phật gia như nói với chính mình, bất giác thở dài. Sau khi nói hết mọi chuyện với Phật gia, cô nam quả nữ chung một phòng, bầu không khí ngày càng ngượng khùng, bắt đầu im lặng. Ngay lúc này, Vương Hán sinh tìm đến, đưa tôi đến nội môn gặp Vương Gia Lão Tổ. Diện mạo của Vương Gia Lão Tổ trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, rất nhiều người tu hành biết mượn đao pháp thần thuật giúp trẻ mãi không già, Vương Gia Lão Tổ này cũng không ngoại lệ. Nhìn vẻ ngoài của ông ta so với Vương Hán sinh rõ ràng còn trẻ hơn, nhưng sự thật là đã hơn 90 tuổi rồi nha. Trong phòng ngoài Vương Gia Lão Tổ ra còn có vài người trung niên, nhìn khí thức thần niệm của bọn họ thì chắc đều là người tu hành, có khi đều đã đạt tu vị chân khí. Phân thủy kiếm là bảo vật của vương gia, cũng biết là sau này bị tạ tiên sinh mang đi. Nói thật lòng, sau khi biết được thân phận của tạ tiên sinh, vương gia đối với phân thủy kiếm đã chết tâm. Lại không nghĩ tới tạ tiên sinh lại có thể đem nó trả lại, trên dưới vương gia cảm kích vô cùng. Vương gia lão tổ khách khí nói với tôi, lão tổ khách sáo rồi, với thân phận hiện tại của tạ tiên sinh, đáng ra vương gia chúng tôi nên thiết yến tiếp đái, chẳng may hôm nay vương gia có việc, tiếp đái không chu đáo mong được thứ lỗi. Ồ, không biết là Vương gia có việc gì, tôi vờ như không biết, hỏi, "Tối nay là tiệc đính hôn của Phật gia và đệ tử của Mao Sơn phái, Trương Phàm." Vương gia lão tổ đáp, "Cung hỷ, Mao Sơn phái là một trong năm đạo giáo lớn, tôi nghe nói Trương Phàm này còn là cháu trai của Thiên Hạ Hành Tẩu Trương Nhược Hư, Phật gia cùng hắn kết hôn quả là chuyện nên chúc mừng." Tôi nói, "Sao có thể nói là chuyện đáng mừng được, Vương gia trong thế tục vẫn là cái tên ít được biết đến, trong mắt của đạo gia chẳng khác con kiến là bao." ngược lại đã làm khổ nha đầu phật gia của ta rồi lão tổ việc này thật sự không còn cách nào xoay chuyển ư vương hán sinh lên tiếng hỏi như tạ tiên sinh vừa nói mao sơn phái nằm trong năm đạo giáo lớn trương phàm đến cầu hôn đối với vương gia mà nói đã là trèo cao rồi hư nếu không phải vẫn chưa giải được lời nguyền của bạch cốt ác tướng kia ai thèm trèo cao với mao sơn phái bọn họ chứ vương hán sinh tức giận nói đối với hắn mà nói phật gia còn quý hơn mạng sống hắn là người không muốn thấy Phật gia gả đi nhất. Vậy thì sao, chuyện này đã định xong, cho dù thiên hạ ai cũng biết Trương phàm lấy lời nguyền của bạch cốt ác tướng ra để ép buộc vương gia chúng ta, nhưng làm gì có ai dám vì chúng ta mà chấp nhận nguy hiểm ra mặt mạo Phạm Trương Nhược Hư đây. Không biết cảm giác của tôi đúng hay không, tôi cảm thấy câu nói của vương gia lão tổ có ý vị sâu xa, như là đang nói cho tôi nghe vậy. Đạo giáo trong thiên hạ nhiều như vậy, cũng đâu phải chỉ có một mình Mao Sơn phái có tiếng nói đâu chứ. Vương Hán Sinh nói, tuy đúng là như vậy, nhưng với địa vị trong giới tu hành của Vương gia, chúng ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với đạo giáo lớn có thể đối đầu với Mao Sơn Phái đâu. Ai nói là không thể tiếp xúc, tạ tiên sinh là đệ tử thân cận của thiên hạ hành tẩu Khương Tuyết Dương Toàn chân Giáo, cậu ấy không phải đang đứng trước mặt chúng ta hay sao? Nói xong câu này, Vương gia lão tổ, Vương Hán Sinh, và tất cả những những người trong gian phòng này là đều đồng loạt nhìn về phía tôi đó. chương 137, Yến hội bắt đầu một cụ tổ vương gia và vương hán sinh kẻ hát người sướng nửa ngày trời vốn là muốn kéo tôi xuống nước mà không biết việc vừa hay đúng ý tôi ngay sau đó tôi liền nói với họ chỉ là toàn chân giáo và phái mao sơn cùng thuộc đạo gia giữa tôi và trương phàm không thể nào có xung đột trực tiếp được tạ tiên sinh cảm thấy phật gia như thế nào vương hán sinh dùng ánh mắt sáng rực nhìn tôi hỏi phật gia là kỳ nữ nhân gian khiến người ta khó mà quên được tôi đáp từ khi gặp gỡ tạ tiên sinh Phật gia cũng đối với Tạ Tiên Sinh ngày nhớ đêm mong. Sau khi Đàm Cửu Long xảy ra chuyện, cô ấy nhiều lần nhờ chúng tôi nghe ngóng tin tức của cậu, về sau biết cậu tới núi Trung Nam mới có thể an tâm. Vương Hán Sinh nói, tôi không phải thằng ngốc, tất nhiên hiểu được ý trong lời nói của hắn. Tôi muốn để Tạ Tiên Sinh hạ lễ cầu hôn Phật gia, xính lễ chính là phân thủy kiếm. Việc này tuy rằng có chút mất thể diện, nhưng nếu như Tạ Tiên Sinh thật sự muốn giúp đỡ Vương gia chúng tôi thì đây chính là cách tốt nhất rồi. Vương Hán Sinh nói, tôi thật cạn lời, tuy rằng tôi muốn tìm một cái cớ để tham gia vào chuyện này, nhưng đây cũng quá cẩu huyết rồi đi. Phật ra và tôi chỉ có duyên gặp mặt một lần, tạ lan tôi cũng không phải nhân vật kinh tài tuyệt thế gì, sao mà có chuyện khiến cô ấy nhớ nhung không quên chứ. Với lại hôn sự của tôi và Thùy Họa là việc người trong thiên hạ đều biết, ngày đó cô ấy đã nói qua phận nữ nhân không gả hai chồng, tôi tất nhiên không thể phụ cô ấy. Việc này vạn lần không được, còn có cách khác hay không? Tôi hỏi. Anh Linh đan vẫn còn nằm trong tay Trương Phàm, tạ tiên sinh muốn bảo vệ người của vương gia chúng tôi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như danh bất chính ngôn bất thuận, thì anh linh đan này không dễ đòi lại được. Tôi đã sớm nói với Phật gia, việc phiền phức nhất chính là để Trương Phàm mang anh linh đan đi. Nếu như không thể đòi lại được anh linh đan, một khi Trương Phàm đột phá đến huyền quan, hấp thụ anh linh đan đã luyện hóa, khống chế ý chí của Bạch cốt ác tướng đến lúc đó quyền sống chết của toàn bộ những người vương gia đã chúng phải nguyền chủ oán niệm đều nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi. Các ông tin tôi chắc chắn có thể thắng được trương phàm sao? Không sợ lỡ như tôi rơi vào thế hạ phong, trương phàm sẽ vì thế mà trút giận lên vương gia à? Tôi hỏi. Ha ha, tạ tiên sinh nói đùa rồi. Cậu học đạo chỉ mới 2 năm, dù có thiên phú tới đâu cũng không phải là đối thủ của trương phàm. Nhưng mà khương hành tẩu của toàn chân giáo đã vì cậu mà không tiếc mời thần hiện thân ai cũng đều biết ngài ấy rất quan tâm vị đệ tử là cậu, chỉ cần cậu chịu đồng ý ra mặt, Trương phàm tất phải từ bỏ thôi, bằng không làm to chuyện thì phái Mao Sơn phải đối mặt với Tôn sư rồi nha. Thì ra là thế, thật ra tôi cũng sớm nên hiểu rõ rồi. Tuy nói giữa các đạo môn, toàn chân giáo vượt trội hơn Mao Sơn, nhưng chuyện này bất luận xảy ra trên người đệ tử nào của toàn chân giáo thì đều khó giải quyết. Chỉ có tôi ra mặt mới được, bởi vì đằng sau tôi là một vị đại Phật, Khương Tuyết Dương cô ấy vì tôi mà không tiếc mời thần nhập thân phong thần một khi tức giận liền chính tay phá hủy căn cơ huyền quan của lữ thuần nếu như các ông đã sớm có dự tính cần gì phải tìm một cái cớ nào đó trực tiếp mời tôi ra tay không phải được rồi sao tôi hỏi tạ tiên sinh có thân phận như thế nào chứ vương gia muốn mời cậu ra tay hỗ trợ thì cũng cần phải bỏ ra một chút thành ý vương hán sinh nói phật gia chính là thành ý của các ông tôi cười khổ nói vương hán sinh đỏ cả mặt cười ngượng ngập nếu tôi nhận thành ý này của các ông thì có khác gì trương phàm đâu chứ. Tôi và Phật gia từng có giao hảo, lại thêm phần ân tình của phân thủy kiếm, vương gia lần này gặp chuyện, tôi theo lý nên ra mặt giúp đỡ, các vị có thể yên tâm. Như vậy đa tả tả tiên sinh, cụ tổ vương gia đứng dậy đáp tạ sau đó tôi theo sự sắp xếp của người trong gia đình vào ở tạm phòng khách để chờ đợi. Lúc hoàng hôn, Phật gia tới gặp tôi lần nữa, cô ấy thay một thân hỉ bào, vải đeo mắt màu đen cũng đã đổi thành vải đỏ, Làn da trắng như tuyết rất hợp với y phục đỏ, càng tô điểm thêm vẻ xinh đẹp. Hiển nhiên cô ấy cũng đã biết được chuyện người của vương gia lấy cô làm quân cờ, trên mặt còn mang theo một chút không tự nhiên. Dựa theo tính toán của vương gia, đợi đến khi tiệc đính hôn bắt đầu, tôi và Phật gia sẽ cùng nhau xuất hiện. Tuy rằng tôi đã biểu lộ rõ tâm ý rồi, rõ ràng vương gia vẫn như cũ không bỏ cuộc, còn muốn tác hợp cho tôi với Phật gia. Tôi thấy cô ấy mặt mày thẹn thùng, trong lòng cũng rất khó xử. Thật ra gia chủ vương gia không hề phóng đại khoác lác cùng cậu chia ly ngày ấy cậu luôn ở trong trái tim tôi phật gia cúi đầu nhẹ nhàng nói gò má ửng đỏ phật gia nói đùa rồi tạ lan tôi nếu thật sự tốt như thế thì không đến mức chẳng cưới được cô vợ nào đâu phù phật gia nhẹ nhàng cười quay sang nói nếu anh không tốt thì hoàng hà nương nương cũng sẽ không chọn anh làm cô ra đâu nghe cô ấy nhắc đến chuyện này lòng tôi lại thở dài một tiếng cô ấy tất nhiên sẽ không biết nguyên nhân thùy hỏa gả cho tôi Tuy rằng Thùy Họa sau này đã biểu lộ qua nỗi lòng với tôi, nhưng trong tim tôi vẫn như cũ có nút thắt. chương 138, Yến hội bắt đầu hai Lúc này nghe Phật ra nói tới điểm tốt của tôi, tôi liền nhân cơ hội hỏi cô ấy tôi tốt ở chỗ nào. Quân tử vô đoan, tố nhiên hữu phương, tức là quân tử nhưng không câu nệ lời lẽ thế tục, vẫn giữ được sự ngay thẳng chính trực, ngay thẳng nhưng không bảo thủ. Chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, tôi thật không nhận nổi tám chữ đánh giá này của cô. Tôi nói, Nói thật lòng thì ban đầu tôi cũng không cảm thấy anh có nhiều chỗ khiến người khác kinh ngạc, sau đó lần lượt nghe nói đến chuyện của anh, tôi mới ngày càng ngưỡng mộ. Người dám danh chính ngôn thuận cưới hoàng hà nương nương về làm vợ, sợ rằng cũng chỉ có một mình anh mà thôi đó. Có thể vì có tính cách như vậy, tôi không thích quá rắc rối, cô ấy nguyện ý gả thì tôi dám cưới. Trong mắt tôi, người và quỷ bình đẳng hữu giao vô loại, tức là không phân biệt giống loài hay giai cấp. Nói xong lời này, tôi bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện chúng sinh bình đẳng hữu giao vô loại, đây không phải chính là giáo điều của ma đạo sao. Nghĩ lại những tế ngộ của tôi, với lệ quỷ Huệ Hương, tôi đối xử như người bình thường, còn có tử đảo vương phương tôi cũng không cảm thấy cô ấy dị loại nữa chứ. Có thể nói ra bốn chữ hữu giao vô loại, làm sao có thể chỉ là người thường cơ chứ. Tạ tiên sinh, buổi chiều tôi có một vấn đề quên hỏi anh, anh nói đã gặp hắc y nhân, không biết anh có nhìn rõ dung mạo của người đó hay không. Phật ra hỏi, không có, hình dáng của ông ta bị một màn sương mù đen che phủ khiến tôi không nhìn rõ tại sao lại đột nhiên hỏi cái này tôi đã nhìn thấy ông ta đó cái gì tôi ngạc nhiên tột độ khi đó mắt tôi bị thương chính là vì tôi nhìn rõ dung mạo của ông ta bị ông ta lườm một phát ông ta trông như thế nào tôi vội vàng truy hỏi ông ta rất giống anh tuy rằng ngũ quan khác nhau nhưng khí chất rất giống ngay cả ánh mắt cũng giống như đúc tôi mới nhìn thấy ông ta thậm chí còn nhầm tưởng người đang ngồi ở đó đánh cờ là anh lời của phật gia khiến tâm trí tôi bừng tỉnh tôi lờ mờ cảm thấy trong tương lai của tôi thật sự có một ngày giống ma đạo tổ sư cùng người đó đánh cờ còn đánh cùng một ván cờ như vậy hoàng hôn đã qua màn đêm buông xuống trên dưới vương gia bận rộn bố trí ghế ngồi đại yến tiệc không cần đợi lâu đã có người đến thông báo chúng tôi vào chỗ ngồi nói trương hàm dẫn người đến rồi từ xương phòng đến đại sảnh yến hội phải đi qua con đường khá dài người của vương gia có tâm tính kế không phái người tới đỡ phật gia Cô ấy lại không tiện tự lực, tôi đành nắm tay cô ấy mà đi. Tay của Phật gia ấm áp lại mềm mại, nắm trong lòng bàn tay thật khiến người khác tâm trí khó định. Vừa rồi chỉ mới nắm lấy tay cô ấy, cô đã không thể giấu vẻ e thẹn, qua một lúc liền hỏi tôi, nếu như không có Hoàng Hà nương nương, anh có nguyện ý cùng tôi làm bạn suốt quãng đời còn lại không? Chắc hẳn không ai từ chối đâu, tôi nói, Phật gia dịu dàng kiên cường, như đóa hoa lan trong sơn cốc u tối, nữ nhân như vậy ai gặp qua mà không ái mộ, chẳng nỡ phụ lòng tuy rằng lúc xuống núi khương tuyết dương muốn tôi chấm dứt tai họa độ vong hồn lỡ như hôm nay trương phàm không chịu dừng tay tôi không để tâm mà dùng đến sức mạnh của mệnh cách thất sát để giết hắn trước lúc thanh tu tại trung nam sơn tôi theo sự dẫn dắt của khương tuyết dương từng thử qua sức mạnh của mệnh cách thất sát cô ấy nói những người dưới huyền quan không ai có thể chế ngự nó với lại cô ấy còn đặc biệt dạy tôi một số chú ngữ dùng để che giấu thất sát chi lực người dưới nguyên thần sẽ không phát giác ra tôi đang mang mệnh cách thất sát đây mới là nguyên nhân cô ấy yên tâm để tôi một mình xuống núi còn về những cao thủ cảnh giới huyền quan nếu tôi đụng độ những người này thì trực tiếp báo danh sưng của cô ấy cảnh giới huyền quan là những nhân vật thuộc hàng ngũ đạo môn thần tiên rất xem trọng danh tiếng của bản thân sẽ không tùy tiện xuống núi càng không tùy tiện kết thủ với khương tuyết dương lỡ như mà trương phàm thực sự ép tôi xuống tay đến lúc đó phải xem trương nhược hư có vì hắn mà ra mặt hay không nha còn một điều nữa là lần này tôi không phải chỉ vì giúp đỡ vương gia mà còn nhất định phải giành được viên anh linh đan trong tay trương phàm đó. Tuy rằng tôi bây giờ chỉ đang ở chân khí sơ cảnh, còn quá sớm để nói đến thích huyền quan, nhưng anh linh đan đối với tôi rất hữu ích. Một tướng công thành vạn cốt khô, sát khí sung thiên trong anh linh đan của bạch cốt ác tướng, tôi có thể lợi dụng mệnh cách thất sát trực tiếp hấp thụ chân khí trong anh linh đan chiếm thành của mình. Lúc chúng tôi đến đại sảnh yến tiệc, trương phàm đã ngồi vào chỗ rồi. Đạo bào hai màu trắng đen, lưng đeo một thanh kiếm pháp sư trai chám, nhìn có vẻ mang mấy phần phong thái cao nhân tu đạo, chỉ là tướng mạo quả thực khiến người ta bất cảm cung duy. Tức là tướng mạo không đẹp đến mức khiến người khác tán đồng hay khen ngợi. Ban đầu tôi nghe nói hắn là cháu trai của Trương Nhược Hư còn tưởng là một người trẻ như tôi, ai ngờ hắn nhìn cũng phải ngót nghét 40 tuổi đầu rồi. Sắc mặt vàng vọt, trên miệng thưa thất hoàng tu tức là dâu rìa vàng, một đôi song tam nhãn tinh quang mập mờ, khiến người khác có một cảm giác âm hàn lạnh lẽo. Thường nói tâm sinh tướng, hèn gì cách hành sự của hắn lại bị ổi như vậy. Trương Phàm vốn ở đó cười cười nói nói, vừa nhìn thấy tôi nắm tay Phật ra bước vào trong, lập tức mặt mày u ám. Chỉ thẳng mặt tôi mà hỏi Vương Hán Sinh, tên đó là ai? Trương 139, tiểu nhân bị ổi một. Trương Phàm hỏi tôi là ai, Vương Hán Sinh cười nhẹ nói ra tên tôi. Tạ Lan, có phải là đồ đệ kia của Khương Tuyết Dương? Trương Phàm trao mày nghi hoặc, đúng vậy, Vương Hán Sinh đáp lời. Chính tại lúc này, cuối cùng cũng có người của vương gia đến đỡ phật gia tới trước yến tiệc mà tôi cũng thuận đường trực tiếp đi đến chỗ của trương phàm phúc sinh vô lượng thiên tôn bái kiến trương sư huynh tôi nói phúc sinh vô lượng thiên tôn tạ sự đệ hữu lễ không biết sư đệ lần này tới vương gia là có việc gì trương phàm đứng dậy đáp lễ với tôi hàm ý cảnh giác rất rõ ràng từ lâu giữa tôi và vương gia đã có một đoạn nhân quả hôm nay đặc biệt tới để kết thúc ô ta cũng không ngờ có thể gặp tạ sư đệ ở đây vừa hay hôm nay là ngày đại hỷ của ta không thể không mời đệ ở lại uống ly rượu mừng ngày đại hỷ không biết sư huynh có chuyện vui gì tôi giả vờ không biết hỏi hôm nay chính là tiệc đính hôn của ta cùng phật gia của vương gia trương phàm trầm giọng nói huynh và phật gia tôi tỏ vẻ hoài nghi ngó hắn một cái rồi nhìn về phía phật gia sau đó nói sao nhìn thế nào cũng không xứng đôi nha trương phàm bị nói đến biến sắc nhìn chằm chằm vào tôi nói lời này của tạ sư đệ là có ý gì lẽ nào ta đường đường đệ tử nội môn phái mao sơn lại không xứng với nữ tử vương ra sao thân phận thì xứng đó chỉ là dáng vẻ tôn kính còn đã từng tuổi này của trương sư huynh chẳng phải so với phật gia thì cách biệt quá lớn hay sao tôi vừa cười vừa nói trương phàm vốn dĩ đã ngầm nổi giận khi thấy tôi nắm tay phật gia bước vào chỉ là nể mặt khương tuyết dương mới nhịn xuống mà không phát tiết là người đều có ba phần hỏa khí nghe tôi lần nữa hạ nhục hắn giờ phút này cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa hắn đứng dậy lớn tiếng nói, tạ lan, ta nể mặt của sư phụ cậu mới cho cậu chút thể diệt, không ngờ rằng cậu không biết tốt xấu như vậy. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, nếu như cậu ngay lập tức rời khỏi đây thì ta sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vậy nếu tôi không đi thì sao chứ? Tôi hỏi, ta có thể bảo đảm sư phụ cậu cũng không bảo vệ nổi cậu đâu. Trương Phàm lạnh lùng nói, ô, anh có thể thử xem. Tôi bình tĩnh nói, à, ah, à, cậu quả nhiên tới phá rối, rất tiếc cậu tính sai một bước rồi. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua tia hung ác, rồi nhìn sang Vương Hán Sinh nói, tên đó có phải do Vương ra các người mời đến không? Vương Hán Sinh thấy Trương Phàm thật sự nổi giận, trên mặt mang vài phần hoảng hốt, quay đầu nhìn sang tôi một chút, rồi hạ quyết tâm nói, Trương Phàm tôi kính trọng ngài là cháu của thiên hạ hành tẩu Mao Sơn Phái, nhưng ngài cũng không nên sỉ nhục Vương ra tôi như thế, cướp đi anh Linh Đan không nói, còn muốn cưới Phật ra, mưu đồ chiếm đoạt gia sản Vương ra tôi. Hành vi như vậy, há nào phải việc làm của đại đạo chính tông. Được lắm, ta cưới Phật ra, là đã tăng thể diện cho vương ra các người, không ngờ các người ngược lại không biết quý trọng. Nếu 10 ngày trước tên đó chịu ra mặt, có lẽ ta sẽ nể mặt thiên hạ hành tẩu toàn chân giáo Khương Tuyết Dương cho y một phần ân tình, chỉ đáng tiếc có một việc sợ là các người vẫn chưa được biết, thiên hạ hành tẩu phái Mao Sơn ta trong 10 ngày trước đã ngưng tụ nguyên thần. Lời của Trương Phàm vừa dứt, toàn bộ đệ tử nội môn bước chân vào giới tu hành của vương gia đồng loạt biến sắc. Thời kỳ mặt Pháp, cơ duyên mỏng manh rất khó ngưng tụ nguyên thần, trong trăm năm nay cũng chỉ nghe nói một vị cảnh giới nguyên thần từ thiên sư phủ là Lữ Thuần. Còn về cảnh giới hợp đạo Trương Chi Viễn, ông ấy là nhân vật cùng thời với Tạ Lưu Vân thì lại là một chuyện khác, chỉ có Lữ Thuần ngưng tụ ra nguyên thần mới có thể thực sự đại diện cho tình trạng tu hành của đạo môn thời nay. Vì thế sau khi mọi người nghe nói Trương Nhược Hư đã ngưng tụ ra nguyên thần, người vương gia mới lộ ra vẻ mặt tang thương đó. Không có một nghi ngờ nào cả, trong mắt bọn họ tu vi của Trương Nhược Hư chắc chắn vì vậy mà tăng một bước lớn, đã vượt xa hoàn toàn so với sư phụ tôi Khương Tuyết Dương. Phong vũ kiếm và phong dương trận của Khương Tuyết Dương tuy rằng vang danh khắp thiên hạ, nhưng con át chủ bài sau cùng của cô ấy lại đến từ thủ hộ của phong thần. Tuy nhiên, cô ấy đã dùng qua lá bài này một lần rồi, trước khi thời kỳ mạt pháp kết thúc, phong thần không có khả năng vì cô ấy hạ phàm lần nữa. Vì thế tôi có thể thấu hiểu nỗi tuyệt vọng trong lòng người vương gia bây giờ ra sao thật ra bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên thôi nha. Tôi đến Vương Gia là do Khương Tuyết Dương chỉ thị, những việc xảy ra ở Vương Gia, tôi cho rằng cô ấy chắc hẳn đã biết trước cả rồi. Chuyện Trương Nhược Hư ngưng tụ nguyên thần phát sinh vào 10 ngày trước nhất định không giấu nổi cô ấy. Mà Khương Tuyết Dương không hề nói với tôi, rõ ràng cô ấy chẳng hề để tâm đến chuyện này. chương 140, tiểu nhân bị ổi khai. Giờ phút này, đại sảnh yến hội một màn chết lặng, Trương Phàm rất vừa lòng khi thấy phản ứng này. Bây giờ còn ai nói ta không xứng với cô ấy hay không? Trương Phàm nói, vương gia không còn ai lên tiếng, thậm chí cũng không còn ai ôm hy vọng đối với tôi nữa, nên không ai nhìn tôi lấy một cái. Phật gia bị hắn khống chế giữ chặt lấy, không thể thoát ra, mảnh vải đỏ trên mặt ướt đấm, rõ ràng là đang âm thầm rơi lệ. Tôi không vội động thủ, bởi vì vẫn chưa tới lúc. Hôm nay vốn dĩ là tiệc đính hôn của ta và Phật gia, nhưng giờ ta đổi ý rồi, bây giờ ta cảm thấy cô ta không xứng với ta nữa. Trương Phàm cười lạnh, nhìn sang tôi một chút nói, Phật gia thuần khiết, tao nhã, tuyệt sắc giai nhân, ngoại trừ việc vì bảo dưỡng huệ nhãn không thể dùng dung mạo bình thường đi gặp người khác ra, thì tuyệt đối không có nữ tử phàm tục nào so sánh được đâu. Có người nhận được ám hiệu của cụ tổ vương gia, bắt đầu làm dịu bầu không khí căng thẳng. Ô, nghe anh nói thế thì ta phải kiểm tra hàng trước mới được. Trương Phàm cười dâm tà một tiếng, nói rồi, Trương Phàm lấy tay nắm chặt mảnh vải đỏ trên mặt Phật gia, dùng lực mạnh kéo xuống, chỉ nghe Phật gia la lên một tiếng, đôi huệ nhãn khiến tôi nhớ mãi không quên lại lần nữa lộ diện trước mặt người khác. Đôi mắt đấm lệ, trước tiên tìm kiếm tôi giữa đám đông, đến khi nhìn thấy rồi thì chỉ nhìn tôi một chút rồi cúi đầu xuống. Không biết Trương đạo hữu có vừa ý cô ấy không, kẻ nói khách sáo kia cẩn thận dò xét hỏi, đúng là có vài phần tư sắc, miễn cưỡng mang về làm vợ bé. Nhưng mà hôm nay hành vi của Vương gia thật sự đã chọc giận ta nếu như chỉ như thế bỏ qua thì thể diện mao sơn phái sẽ bị ta làm mất hết nói xong câu này trương phàm buông tay phật ra từ trong người lôi ra một cái hộp gỗ vừa thấy trương phàm lấy ra hộp gỗ kia tất cả người có mặt ở đó đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh cùng lúc lộ ra vẻ mặt kinh hãi toàn thân hộp gỗ một màu đen sấm bốn mặt được đều dán bùa chú mỗi nét vẽ trên mặt lá bùa đều có thần niệm lưu động rõ ràng là do cao nhân vẽ ra trương đạo hữu tuyệt đối không thể làm vậy có điều kiện gì xin cứ việc nói ra, vương gia tôi sẽ tận lực đáp ứng. Cụ tổ vương gia thấy trương phàm ra vẻ muốn xé lá bùa xuống, thì không thể giữ được bình tĩnh, không chịu được liền mở miệng cầu xin. À à, điều kiện, đến nước này, vương gia các người còn muốn bàn điều kiện với ta sao? Trương phàm cười lạnh hỏi vặn lại, cụ tổ vương gia nói không ra lời, đành hướng về phía Phật gia hét lớn một tiếng, nhuy nhi. Trương tiên trưởng, xin làm ơn nể tình nô gia mà tha thứ cho sự thất lễ của vương gia tôi, tôi bằng lòng làm châu làm ngựa phục vụ tiên trưởng. Phật ra nhẹ giọng cầu xin, nữ khí tuy nghe bình tĩnh, nhưng dòng lệ trên má lại rơi nhiều hơn trước. Muộn rồi, nhưng mà em thì không cần phải chịu tội, đợi phu quân ta dán một lá bùa hộ thân cho em trước đi. Ngay khi Trương Phàm đưa tay định lấy bùa chú ở trong người, Phật ra đột nhiên dùng hai tay giật lấy hộp gỗ trên tay hắn. Sự việc diễn ra quá nhanh, mà Trương Phàm hiển nhiên không nghĩ tới một nữ tử yếu đuối, đang khóc không thành tiếng bên cạnh mình lại đột nhiên ra tay, hộp gỗ lúc này bị Phật gia giành mất. Không đợi Trương Phàm ra tay lấy lại, Phật gia đã ném nó sang chỗ tôi. Tôi giơ tay bắt lấy hộp gỗ, lúc này bùa chú trên hộp gỗ vẫn chưa bị lỏng lẻo, tôi giấu nó vào trong người trước, sau đó bước từng bước tiến lại gần Trương Phàm. Trương Phàm giành lại không được liền chút giận lên người Phật gia, giơ tay lên muốn đánh cô ấy. Nhưng mà, sát khí mà tôi sớm ngưng tụ từ lâu đã hoàn toàn bao trùm lên người hắn ta hắn không dám phân tâm làm việc khác nữa quay sang đối mặt chính diện với tôi từ lúc bắt đầu tới giờ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn kế hoạch ban đầu là trương phàm cố kỵ tôi mà chủ động dừng tay ai ngờ sau đó hắn lại nói ra chuyện trương nhược hư đã ngưng tụ nguyên thần nếu đã không thể giải quyết yên đẹp thì chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử thôi ngay lúc phật ra bị trương phàm tháo mảnh vải đỏ trên mặt rồi nhìn thấy tôi tôi đã đánh mắt ra hiệu cho cô ấy rồi cũng may cô ấy không phụ danh sưng sở hữu huệ nhãn ngay lập tức đã hiểu được ý của tôi. Bây giờ anh Linh đang nằm trong người tôi, mà tên yêu nghiệt trương phàm này lại đang ở ngay trước mặt tôi. Chịu đựng hắn thì có thể lâu được, nhưng giết hắn chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi nha. Nhưng mà tên trương nhược hư phiền phức kia, nếu tôi thật sự giết chết trương phàm, thì nhất định sẽ lớn chuyện, không chừng Khương Tuyết Dương cũng bị tôi liên lụy buộc phải xuống núi. Mỗi bước chân của tôi, càng tăng thêm một phần sát khí. Đi đến bước thứ bảy, sát khí trực diện công kích tàng thức của hắn. Trương Phàm ban đầu còn kiên cường đối diện với tôi, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi tột độ. Chương 141, Triệu hồi âm hồn 1. Tôi không rõ Trương Phàm đang đối mặt với bao nhiêu áp lực, chỉ thấy sắc diện hắn mỗi lúc một trắng bệch. Ngay lúc tôi vừa tiến lên phía trước thêm một bước, hắn ta đột nhiên trưởng mạnh vào lưng Phật gia, cơ thể mỏng manh của Phật gia ngay sau đó liền bị hất tung bay về phía tôi, còn hắn thì quay đầu hướng cửa ngoài mà chạy. Phật gia nhận một trường toàn lực chân khí đó của hắn, trực tiếp không nói được lời nào mà ngất lịm. Tôi giao Phật ra lại cho người của vương gia, lập tức đuổi theo ra ngoài, chạy đến giữa sân, thấy trên đất giải rác những sợi dây thừng, mà trương phàm lại biến mất không dấu vết. Tôi nhận ra sợi thừng này, chính là pháp thuật thần tiên tác độc môn của trương nhược hư. Những người gác cửa của vương gia lúc này nét mặt chấn kinh nhìn lên trời, chỉ có thể thấy một chấm đen đang cao chạy xa bay. Người tu hành có thể khinh công trong thời đại mạt pháp cực kỳ ít, cho dù đã hợp đạo như trương chi viễn cũng không làm được. Trong đạo môn lúc này có thể phát huy thần tiên tác chỉ có Trương Nhược Hư, ngoài ra, còn có quan ngoại đứng đầu 73 lộ giã tiên, hồ tam thái gia mới có thể hóa phi hồ độn không mà thôi. Trong đại sảnh là một bầu không khí im lặng, so với sinh tử của Phật gia, điều mà vương gia quan tâm hơn cả là họ sẽ nhận kết cục như thế nào sau khi làm bẽ mặt Trương Phàm một cách triệt để như vậy. Vết thương thế nào, tôi hỏi, Phật gia không tu hành, tim bị chân khí tấn công, toàn bộ tĩnh mạch đều rối loạn, thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Một vị lão gia của vương gia lên tiếng, có thể chữa được hay không? Đạo chân khí mà Trương Phàm sử dụng là thuật độc môn thần đả của Mao Sơn, muốn hóa giải chỉ có thể tìm cao nhân của Mao Sơn phái ra tay mới được, nếu như không nhanh chóng hóa giải, Phật gia sẽ trụ không quá ba ngày. Lão gia kia nói, Nam Kinh có đạo giáo của Mao Sơn phái không? Tôi hỏi, có, trong núi Tây Hà cách đây 40 dặm có đạo quán của Mao Sơn phái. Nếu đã biết nơi này có đạo giáo của Mao Sơn phái, tôi cũng không nóng vội nếu sớm biết tên trương phàm đê tiện như vậy tôi vốn không nên kiêng kỵ trương nhược hư trực tiếp phát ra sát khí hủy hoại đạo tâm của hắn bắt gặp ánh mắt của toàn bộ vương gia đang đăm đăm nhìn vào tôi tôi liền hiểu được ý nghĩ của bọn họ bây giờ vương gia đã triệt để xúc phạm trương phàm tuy đã lấy lại được anh linh đan nhưng đạo giáo lớn mạnh như mao sơn phái muốn đối phó với vương gia cũng không thiếu cách ở thời đại mạt pháp đạo môn không dễ dàng có dây dưa với thế tục quốc gia cũng không cho phép điều này nhưng vương gia lại khác vương gia vốn dĩ cũng tu hành mà. Tạ tiên sinh định làm thế nào? Vương gia lão tổ nét mặt lo lắng nhìn tôi hỏi. Mọi người yên tâm, bây giờ việc của vương gia cũng chính là việc của tạ lan tôi. Giúp tôi chuẩn bị tài liệu pháp khí dùng để bố trận pháp. Trước tiên tôi sẽ giúp mọi người phá bỏ lời nguyện oán hận của bạch cốt ác tướng. Ngày mai tôi sẽ mang Phật ra lên núi Tây Hà. Buổi tối hôm đó, tôi mang tài liệu pháp khí mà người của vương gia chuẩn bị đi vào mật thất tu hành của vương gia tôi nói với bọn họ tôi muốn dùng trận pháp chiêu hồi tụ âm để hóa giải lời nguyền oán hận của bạch cốt ác tướng nhưng thực chất là chuẩn bị luyện hóa anh linh đan chỉ cần luyện hóa được anh linh đan thì sẽ dập tắt được ý chí của bạch cốt ác tướng lời nguyền cũng sẽ được hóa giải đồng thời tôi cũng có thể nâng cao thực lực của mình anh linh đan đối với tôi có tác dụng rất lớn đồng thời cũng là mối nguy hiểm không nhỏ có thể luyện hóa và hấp thụ nó hay không mấu chốt là nằm ở lai lịch của vị bạch cốt ác tướng này đầm nước đen là vùng đất trọng yếu của chiến trường cổ ở miêu cương sớm nhất có thể từ niên đại man dợ, khi mà bộ lạc cửu lê tranh giành trung nguyên, sau đó còn có nghiêu, thuấn, vũ tác chiến cùng bộ tộc tam miêu tách ra từ cửu lê. Vào vương triều thương và chu, người Hán vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến chống lại miêu cương, thời nhà thương và chu đã nổ ra cuộc đại chiến dã man, khiến hàng chục nghìn người tử trận. Không những xảy ra chiến sự thường xuyên, trong thời đại phong thần, miêu cương còn từng là chiến trường chính của ba trận chiến. Trong trận chiến phong thần, mà đạo tổng cộng có 5 vị đại tôn tử trận, trong đó có một vị rơi xuống cổ địa của Miêu Cương. Rủi ro lớn nhất của tôi khi luyện hóa anh Linh Đan chính là thân phận của vị bạch cốt gác tướng này, nếu như ông ta chỉ liên quan đến thế tục thì cho dù có 10.000 binh lính, ngưng tụ vô số tàn niệm chiến hồn đi chăng nữa, tôi vẫn có thể dựa vào mệnh cách thất sát để áp chế. chương 142, Triệu hồi âm hồn 2 Nhưng nếu ông ta liên quan đến trận chiến phong thần thì bất luận lúc xuống ông ta có thuộc về thiên đạo, nhân đạo, hay thậm chí là người nắm quyền trong ma đạo đi chăng nữa tôi cũng khó mà luyện hóa được. Chỉ cần bất cần một tí thôi liền sẽ bị nghiệp quật. Trong trận chiến phong thần, chư thần tham chiến, thiên tôn rơi như mưa, mạng của hợp đạo và nguyên thần như rơm như giả, có thể điều binh khiển tướng sau khi chết, lại có thể để lại anh linh đan thì dù là bất cứ ai sống đến hiện tại đều có sức mạnh bất tử. Người xưa nói rất hay, đánh cược không nhất thiết phải thua, tố chất của tôi tầm thường, nếu như muốn nâng trình thực lực trước khi thủy họa trở lại thì không thể không đi cửa sau. Linh anh đan của vị bạch cốt ác tướng này chính là cơ hội của tôi, tôi không thể bỏ lỡ. Lữ thuần của phủ thiên sư chín lần tích tụ nguyên thần mà không chết, tôi không tin mệnh của tôi lại không bằng hắn ta. Tôi lập tức bắt đầu bố trận, đầu tiên là đặt 28 đồng tiền ngũ đế theo vị trí của 28 vị tinh tú, mặt trái đặt trên đất, sau đó phân thành 4 thần vực, trong mỗi thần vực thắp 7 cây nến trắng. Thông thường lúc chiêu hồn, chỉ cần dùng 7 cây nến trắng đặt thành thất tinh chiêu hồn trận là được rồi, nhưng lần này bởi vì liên quan đến quá nhiều âm hồn, muốn bắt hết một lần chủ yếu là phải kết hợp thất tinh chiêu hồn trận và 28 tinh tú tụ âm với nhau mới được. Đầu tiên là dùng 7 ngôi sao chiêu hồn, sau đó làm náo loạn âm dương, hy sinh 28 tinh tú tác động vào địa âm, đưa những tàn niệm chiến hồn vào trong viên anh Linh Đan. Tôi ở núi Trung Nam ngộ đạo 2 năm, ngoài học bùa chú ra, Khương Tuyết Dương còn dạy tôi rất nhiều pháp trận của đạo môn. Thế nhân đều biết đến phong vũ kiếm vang danh thiên hạ của cô ấy, nhưng lại không biết cô ấy lợi hại nhất là bố trận trước kia khi quyết chiến với thủy hỏa phong dương trận của cô ấy đã thể hiện uy lực của nguyên thần lúc đó cô ấy vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn sau này trước cung điện không tên vạn tiên trận cũng chính là từ chữ viết của cô ấy mà ra lời nguyền oán hận của bạch cốt hắc tướng là đến từ những tàn niệm quấy nhiễu của những người đồng chí chính do tàn niệm chiến hồn của họ không tan mới ở trong giấc mơ của người ở vương gia kim qua thiết mã sát âm không ngừng tôi bày bố trận chiêu hồn tụ âm nghĩa là triệu tập toàn bộ những tàn niệm chiến hồn giải rác đã thoát ra từ trong anh linh đan lại, sau đó đem toàn bộ chúng phong ấn lại vào trong anh linh đan. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tập trung chiến đấu với ý chí của bạch cốt ác tướng. Nếu không như vậy, đợi đến lúc tôi quyết chiết với bạch cốt ác tướng, những tàn niệm chiến hồn này sẽ có được bản năng của hộ chủ, từ bên ngoài thông qua ngũ quan lục thức, làm náo loạn thần thức của tôi, dẫn đến tôi sẽ bị bạch cốt ác tướng cắn trả khiến thân tử đạo tiêu. Bố trận xong, tôi đặt hộp gỗ ngay tầm mắt, bắt đầu chuẩn bị mở phong ấn bên trên. Bốn đạo bùa chú trấn sát tam mao tổ sư trên chiếc hộp này đều do những cao nhân thuộc cảnh giới huyền quan tạo ra, chỉ nhìn điểm này thôi cũng đã biết ý chí của vị bạch cốt ác tướng này mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi bố xuống đại trận tụ âm chiêu hồn, mắt của trận pháp chính là viên anh linh đan, chỉ cần tháo xuống toàn bộ bốn đạo bùa chú, trận pháp sẽ lập tức bắt đầu hoạt động. Đạo bùa chú thứ nhất tương ứng với chòm sao Đông Phương Thanh Long, vừa tháo ra, trận pháp thất tinh chiêu hồn nằm ở tròm sao đông phương thanh long liền bắt đầu có hiệu lực. Ngọn nến bắt đầu lung lay, ngọn lửa từ lớn đến nhỏ, đang cháy gần hết bỗng đột nhiên bừng lên. Màu của ngọn lửa cũng biến đổi theo, từ màu vàng sẫm chuyển sang màu xanh lá nhạt. Gió âm từ hướng đông thổi đến, tiếng gió thét gào. Rõ ràng là tôi đang ở trong phòng, nhưng lại có cảm giác như đang trên xa trường. Tôi tập trung nhìn về hướng đông, dường như nhìn thấy mờ ảo vô số binh mã đang từ xa kéo tới binh mã như thủy triều khói bốc cuồn cuộn đi đầu là một vị tướng tiên phong mang một lá cờ chiêu hồn màu đen bên trên viết to một chữ ma vừa nhìn thấy lá cờ chiêu hồn đó tim tôi lập tức trùng xuống hoàn độc tử tôi không ngờ vận mình lại đen đủi như vậy bạch cốt hắc tướng quả nhiên là người uy quyền trong niên đại phong thần lại còn là dũng tướng của ma đạo bất luận là tàn niệm của chiến hồn hay là ý chí còn sót lại của bạch cốt các tướng bọn họ đều không phải là những thần hồn còn nguyên vẹn không phân biệt được tôi là ta hay địch cho dù tôi có dùng mệnh cách thất sát, bọn họ cũng sẽ không xem tôi là người của Ma đạo. Thậm chí, thay vì Ma đạo, tôi càng hy vọng họ là người của Tiên đạo và Nhân đạo hơn. Bởi vì đặc trưng của người trong Ma đạo là không sợ chết, không chết sẽ không dừng lại cũng chính là tố chất của họ, mặc dù hoảng sợ, nhưng lúc này muốn dừng tay thì đã không kịp nữa rồi. Bốn đạo bùa chú trên chiếc hộp gỗ vốn là một thể, mở ra một đạo, ba đạo còn lại căn bản là không trụ được lâu. Quả nhiên, không đợi tôi kịp lung lay, ba đạo bùa chú còn lại cháy lên làn khói xanh, trong chốc lát đã hóa thành cho tàn. Mất đi sự trói buộc của bùa chú, chiếc hộp gỗ cảm nhận được áp lực đến từ chiến hồn liền trực tiếp hóa thành bụi mịn để lộ ra viên anh linh đan. Đó là một viên chân châu tròn nhẵn và đen kịt, kích thước chỉ cỡ một đầu ngón tay, nhưng lại tỏa ra tử khí bất tận. Tôi không thể không mắng mỏ một tiếng, những người ở ngoại môn của vương gia có thể có bao nhiêu ngu xuẩn, mới dám xem thứ này như một món dị bảo mà đem về nhà cơ chứ chương 143, âm hồn trở lại một. Sau khi anh Linh Đan lộ ra, những tàn niệm của chiến hồn được triệu hồi từ bốn phương tám hướng hội tụ về viên anh Linh Đan. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, sát âm từ bốn phương tám hướng vọng lại, trực tiếp xung kích khiến tôi ngũ cảm loạn lạc, lục thức khó chịu không yên. Tôi như một con thuyền nhỏ trong trận cuồng phong, bị sát y tấn công không tự chủ được mà chìm nổi điên đảo. Vẫn may, trận pháp mà Khương Tuyết Dương dạy cho tôi rất kiên cố, mà mục tiêu của những tàn niệm chiến hồn này cũng không phải là tôi mà là viên anh linh đan kia không biết đã qua bao lâu âm thanh của binh mã hoàn toàn biến mất tàn niệm chiến hồn di chuyển xuống trận pháp toàn bộ phong nhập vào bên trong anh linh đan ánh sáng của anh linh đan lay chuyển phát ra một sự mỹ lệ rung động lòng người nhưng tôi lại thấy nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy dưới sự áp chế của trận pháp anh linh đan hiện giờ không thể làm gì được tôi cả nhưng mà chỉ cần ngọn nến cháy hết trận pháp bị vô hiệu Tôi sẽ là người đầu tiên bị dính lời nguyền của Bạch cốt ác tướng đó. Không giống với người trong vương gia, hiện tại trong mật thất này chỉ có một mình tôi, Bạch cốt ác tướng muốn nguyền rủa thì sẽ chỉ nguyền rủa một mình tôi mà thôi. Lúc này, tâm tình của tôi vô cùng phức tạp, thậm chí còn có ý định muốn bỏ cuộc. Sau khi những tàn niệm chiến hồn quay trở lại vào linh anh đan, toàn bộ lời nguyền ứng lên người trong vương gia đã được hóa giải hoàn toàn, lúc này tôi định sẽ từ bỏ việc luyện hóa anh linh đan và cũng không ảnh hưởng đến họ nữa. Đáng tiếc là bây giờ tôi căn bản không thể thoát ra chính tôi cũng đã ở trong trận pháp rồi anh linh đan là mắt của trận pháp bản thân tôi lại là thân của trận pháp pháp trận của đạo môn có ba bộ phận cấu thành mắt trận thân trận chân trận trong trận pháp chiêu hồn tụ âm này tài liệu pháp khí trở thành chân trận anh linh đan đảm nhiệm vị trí mắt trận mà bản thân tôi chính là thân trận thân trận chính là chủ trận pháp chỉ cần tôi rời khỏi trận pháp sẽ lập tức rối loạn tôi sẽ chịu lời nguyền mạnh nhất từ anh linh đan tàn niệm chiến hồn ắt hẳn sẽ điên cuồng tìm tôi triển khai báo thù vẫn là câu nói của người xưa trốn không nhất định sẽ tránh được đối mặt không nhất định sẽ không qua khỏi tôi nghiến răng vổ lấy viên anh linh đan trực tiếp mở miệng nuốt vào trong bụng anh linh đan lạnh thấu xương chưa vào đến cổ họng tôi đã dùng mình sau khi tôi nuốt xuống bụng cảm giác giống như bị một thanh đao bằng băng đâm xuyên qua ruột vậy đó toàn thân tôi run rẩy cầm cập đây vẫn mới chỉ là một cuộc đuổi bắt về thể chất mà bên trong tiềm thức của tôi đã nổi lên từng cơn tiềm thức cuồn cuộn phun trào giống như đang không ngừng sôi sục vô số ký ức của vong hồn tấn công vào tiềm thức của tôi chốc lát đã mang thần thức của tôi về cuộc chiến phong thần xa xôi một mảng tăm tối mịt mù đất và trời nứt nẻ thi thể nằm la liệt trên đất máu chảy thành sông ma đạo thiên tôn bị bao vây tứ phía quay đầu rút về đầm nước đen thủ lĩnh của đạo quân toàn thân áo giáp đen tôi cảm thấy cách ăn mặc này rất quen mắt Giống hệt bộ giáp mà Thùy Họa mặc ở trận quyết chiến Đàm Cửu Long, hơn nữa vị thủ lĩnh này lại là một nữ tướng. Nhưng tôi biết cô ấy không phải là phá quân của Ma đạo, bởi phá quân vốn tử trận ở sông Vong Xuyên cơ mà. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là vị thiên tôn tử trận ở Miêu Cương của Ma đạo, nếu như là thiên tôn, chỉ cần tôi nhìn cô ấy một cái liền sẽ bị giết chết bởi thần niệm của cô ấy. Báo cáo tướng quân, quân tiếp viện đã bị tiên đạo đánh chặn. Báo cáo tướng quân, lương thực đã cạn kiệt rồi. Báo cáo tướng quân, thiên tôn của nhân đạo đã chặn đường thoái lui của ta. Báo cáo tướng quân, huyền cấp âm sát khách Liên Thiên Tôn đã rơi xuống. Người truyền tin liên tục không dứt, toàn bộ tin được truyền đến đều là tin xấu. Lúc đầu, trên gương mặt của vị nữ tướng quân không một tia gợn sóng, nhưng sau khi cô nghe tin huyền cấp âm sát thiên tôn tử trận, cuối cùng từ trong mắt rơi xuống hai dòng lệ máu. Theo ghi chép của đạo giáo, ngoài Tam Tinh Sát Phá Lang thì huyền cấp âm sát thiên tôn là một trong năm vị thiên tôn của Ma Đạo. Tên thật của ông ta là Hách Liên Tiêu Diêu, trước đây là một học giả của thế giới, bởi vì tôn sùng giáo lý của ma đạo mà gia nhập ma đạo. Hách Liên Tiêu Diêu có thiên phú ngộ đạo cực cao, một năm phá ba cảnh giới, một trăm năm đã hợp đạo, trước khi cuộc chiến phong thần diễn ra đã đột phá thiên tôn. Sau đó kim qua thiết mã, vì ma đạo mà đại sát tứ phương. Ma đạo tổ sư từng dùng một câu để nói về vị thiên tôn này, ai nói học giả thì không thể phong hầu, ở cung điện vô danh của ta, một thân hách liên tiêu diêu có thể đánh chặn triệu vị sư khác. chương 144, âm hồn trở lại hai Khi biết hách liên thiên tôn tử trận, dòng lệ máu không thể ngừng rơi trên gương mặt nữ tướng. Rất lâu sau đó, cô ấy lau sạch lệ máu, cao giọng hỏi tình hình của cung điện vô danh thế nào. Tham lang thiên tôn bày mưu tính kế đã bố trận vạn tiên ạ. Tốt, có vạn tiên trận, dù hôm nay chúng ta có phải chết cũng phải khiến kẻ thù trả giá gấp 10 lần, các ngươi có sẵn sàng chiến đấu đến cùng với ta không chiến 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 đại quân của ma đạo vốn đã thương tích đầy mình toàn thân đẫm máu nhưng khi nghe nữ tướng một lần nữa nói ra hai từ tử chiến liền lộ rõ ý chí chiến đấu kinh thiên cùng lúc này đại quân của nhân đạo cũng phát lệnh bao vây cuối cùng tàn quân của ma đạo tập kết lại với nhau tấn công về phía đội quân bao vây đầu tiên của nhân đạo thực lực tranh lệch tàn quân của ma đạo không sợ chết cuối cùng sau một trận chém giết đã bị đại quân của nhân đạo chảm hết toàn bộ nữ tướng kia cho đến khi chết trong tay vẫn luôn nắm chặt ngọn cờ chiêu hồn cho dù lá cờ chiêu hồn đã bị tàn phá hầu như triệt để trận chiến kết thúc đại quân của nhân đạo thu dọn chiến trường sau khi phân biệt đâu là phe địch đã mang thi thể của những người trong ma đạo ném xuống đầm nước đen nước trong đầm vốn dĩ trong và sạch nhưng sau khi thi thể xuống thì nước đã hóa thành màu đen kịt sau đó thời gian trôi qua chiến trường tử địa phục sinh cỏ cây lại phát triển và xanh tươi, chỉ có đầm nước đen vẫn như trước đen như mực, chứa đựng vô vàn tử ý và tàn niệm chiến hồn. Mỗi khi trời mưa, hoặc vào lúc trời nhá nhem tối, nơi này vẫn có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến một cách chân thật, người dân miêu cương cho rằng đây chính là âm binh đi qua. Nhưng lại không biết, dưới đầm nước đen kia, xương trắng chất cao như núi, tử thi đầy dưới đáy. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, trong đống xương kia phát ra ánh sáng lấp lánh, một bộ hài cốt chi chít vết sẹo và gần như phân mảnh loạn trọn đứng dậy bạch cốt ác tướng sau khi chết anh linh không tiêu tán mà còn thức tỉnh linh thức tuy nhiên mặc dù có linh thức nhưng vì lúc còn sống cô ấy đã chịu phải vô số đòn tấn công pháp thuật nên xương cốt không cách nào thành hình được hơn nữa còn ở dưới đầm nước đen bị cao thủ của nhân đạo phong ấn kết giới cô ấy chỉ biến đầm nước đen thành tử địa kinh hoàng kẻ xâm phạm sẽ phải chết lại không biết bao nhiêu năm trôi qua linh thức của bạch cốt ác tướng vì suy kiệt mà chết chỉ để lại một viên chứa đầy áp tàn niệm chiến hồn, đó là viên anh linh đan nguyền rủa mọi sinh linh. Một màn này đều là ảo ảnh mà anh linh đang gây ra trong tiềm thức của tôi, cũng chính là ký ức còn lại của bạch cốt ác tướng. Sau khi ảo ảnh biến mất, bởi vì tôi chiếm đoạt viên anh linh đan của bạch cốt ác tướng mà trong tiềm thức của tôi, cô ấy lại một lần nữa khơi dậy binh lính. Lúc này, bạch cốt ác tướng đang đứng ngay trước mặt tôi, phía sau cô ấy, tàn niệm chiến hồn đã hóa thành vô số bạch cốt chiến binh. Ba đạo quân đều oán hận tấn công về phía một người một mạng là tôi. Do đạo hành hiện tại của mình, cho dù Bạch cốt ác tướng không tự mình ra tay, chỉ dựa vào những chiến binh bạch cốt thôi thì cũng đủ đem tôi đi chảm rồi. Chỉ cần cô ấy ra lệnh, tôi liền thần thức tiêu tán, thân tử đạo tiêu ngay. Điểm mấu chốt là, bất luận là bạch cốt ác tướng hay đoàn chiến binh bạch cốt kia, tất cả bọn họ đều không còn linh thức, toàn bộ ký ức của bọn họ đều cùng với những ảo ảnh lúc nãy tan biến hết rồi. Bọn họ không còn là đệ tử của ma đạo nữa mà họ hiện tại chính là kẻ thù không đội trời chung với mọi sinh linh. Những vết đao chém trên bộ xương tàn tạ của Bạch cốt ác tướng vẫn còn rõ mồn một, mà tôi lúc này lại không thể nào làm ngơ trước sự hiện diện của cô ấy được nữa, bởi vì cô ấy đã dùng một giọng nói lạnh băng hô to mệnh lệnh, giết. Theo sau mệnh lệnh của Bạch cốt ác tướng, liền có vô số chiến binh ác tướng tiến về phía tôi mà giết. Sát ý cuồn cuộn, chịu sự tấn công của sát ý cực lớn, thần thức của tôi bắt đầu run sợ, như đứng trên bờ vực của sự tan vỡ và sụp đổ khi thần thức chưa đạt đến nguyên thần thần thức sẽ không thể thoát khỏi sự trói buộc về cảm xúc và ham muốn do đó thần thức sẽ trở nên sợ hãi và lạc lối cho dù không trực tiếp bị công kích chỉ cần sát ý ngút trời của các chiến binh kia cũng đủ khiến tôi kinh hãi thần thức ly tán thần thức tiêu tán mất rồi thôi xong rất nhanh thôi sẽ không còn tạ lan trên cuộc đời này nữa rồi má ơi thời khắc này gì mà thần chú thiền định khương tuyết dương dạy cho tôi cũng không mảy may có tác dụng nữa với tu vị của tôi hiện tại tôi căn bản không làm nổi loại chuyện xem thường sống chết đâu. Ngay khi thần thức của tôi sắp sụp đổ tới nơi, đột nhiên trong não tôi hiện lên bóng lưng cao lớn của ma đạo tổ sư lúc ở trong cố quan chấn hồn. Tạ Lưu Vân từng nói qua, sau khi ma đạo tổ sư xé tan hư không, một bước bước ra khỏi cố quan chấn hồn sẽ đối diện với sự hủy diệt triệt đề. Nhưng bóng lưng của ông ta lúc đó lại trông thật tiêu sái, giống như là đi ra ngoài hẹn hò với tình nhân vậy đó. Giống như lại nói, sống thì sao, chết thì như thế nào, Niết bàn thì cũng có làm sao, đạo trời có thể làm gì tôi đâu. Đó dường như là bóng lưng của một người con trai bị bỏ rơi, nhận thua vừa quay đầu rời đi, nhưng lại không có nửa điểm đáng thương hay ủ rũ. Mà lá cờ chiêu hồn trên lưng ông ta, mặc dù đã ở thời khắc tiêu tan cuối cùng vẫn luôn phần phật hiên ngang. Từ khi tôi bắt đầu đi vào cố quan chấn hồn, mà đạo tổ sư từ đầu đến cuối không hề nói với tôi một lời nào, thậm chí đến nhìn một cái cũng không có. Mà tôi cũng đã không tiếp nhận kế thừa pháp thuật thần thông của ông ấy, thậm chí đến nắp cỗ quan tài cũng không mở, đến Khương Tuyết Dương còn trách cứ tôi đã tay không mà đi ra từ cỗ quan tài. Đến lúc này, sát âm của các chiến binh Bạch Cốt đã đến ngay trước mặt, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tôi vốn không phải tay không mà về, mà đạo tổ sư đã để lại cho tôi một sự kế thừa chân quý nhất. Cùng với ngọn cờ chiêu hồn đen đang dần hiện ra trước mắt tôi, thần thức của tôi phát ra dũng khí vô cùng vô tận. Ngay lập tức, tôi nắm lấy ngọn cờ chiêu hồn trong tay, đối đầu với vô số chiến binh Bạch Cốt một cách trực diện dùng toàn lực gầm lên, đệ tử ma đạo, âm hồn trở lại. chương 145, trên núi Tây Hạc 1. Ngay lúc tay tôi cầm lấy cờ chiêu hồn một mình đối mặt với hàng vạn chiến binh bạch cốt, hét gọi quỷ hồn trở về, tôi nhìn thấy họ đột nhiên ngừng tiến về phía trước. Những đệ tử ma đạo chết trận, cho dù thần trí đã bị hủy diệt, nhưng giây phút tôi lấy ra cờ chiêu hồn ma đạo, họ vậy mà vẫn nhớ rõ. Thời gian 3.000 năm dài đằng đẵng yêu hận tình thù sớm đã không còn tồn tại, những gì của kiếp trước kiếp này cũng đều triệt để rơi vào quên lãng tuy nhiên họ vậy mà vẫn nhớ được cờ chiêu hồn của ma đạo đôi mắt tôi đẫm lệ tầm nhìn trở nên mơ hồ dường như nhìn thấy tình cảnh trước khi họ xuất trận tướng quân cầm cờ chiêu hồn đứng vững trên điểm tướng đài bên dưới có hàng vạn hàng nghìn đệ tử binh lính ma đạo tuyên thệ đó chính là một buổi tối mùa thu tiêu điều sơ sát ma đạo sa trường đại điểm binh bạch cốt chiến binh đối diện với cờ chiêu hồn dàn trận hùng vĩ binh khí trong tay ngay ngắn chỉnh tề bạch cốt ác tướng từ đằng sau tiến tới từng bước từng bước khập khiếng thân là mãnh tướng ma đạo khi còn sống cô ấy đã phải chịu công kích điên cuồng nhất đến mức cho dù cô ấy đã khai mở linh thức biến thành bạch cốt ác tướng mà vẫn như cũng không có cách nào đi lại như bình thường được nữa tư thế đi đứng của cô ấy rất đặc biệt đi trước một bước rồi sau đó lại kéo nửa thân thể nghiêng về phía trước như muốn kéo bản thân tiến lên cái tư thế đi bộ nhìn trông thật xấu xí thậm chí rất buồn cười nhưng tôi nhìn đau lòng đến nỗi rưng rưng nước mắt, tâm hồn đều vì thế mà run rẩy. Bạch cốt ác tướng đi rất chậm, rất lâu rất lâu một lúc sau mới đi tới trước mặt cờ chiêu hồn. Tôi nhìn thấy cô ấy đưa ngón tay xương trắng ra, muốn chạm vào cờ chiêu hồn, tuy nhiên cuối cùng đến khi chỉ còn cách cờ chiêu hồn một chút thì dừng lại. Cô ấy quay đầu hướng về phía tôi, giọng khản đặc hỏi, ngươi là kẻ nào? Ngũ hành vì ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Hùng quan mạn đạo chân như thiết, vô danh cung nội tấn thiên ngôn. Đây là một lời tiên tri, nói xong chính bản thân tôi cũng kinh ngạc. Bởi vì tôi chưa từng nghe qua lời tiên tri này, nhưng mà cứ tự nhiên từ miệng tôi xuất khẩu thành văn. Bạch cốt ác tướng nghe xong liền xứng người, tiếp đó toàn thân bắt đầu run rẩy. Cô ấy dùng đôi mắt đen lấy im lặng nhìn tôi, dường như có hàng ngàn lời muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng lại không phát ra bất kỳ câu nào. Từ trong đôi mắt sâu thẳm chảy ra hai hàng dòng lệ đen như mực. Một lúc lâu sau, cô ấy giơ tay về hướng tàn binh, trước hết hóa thành một màn xương dày đặc thu vào trong cờ chiêu hồn. Tiếp sau cô ấy, hàng vạn chiến binh bạch cốt cũng lần lượt hóa thành khí đen, toàn bộ bị cờ chiêu hồn hấp thu. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thì đã qua một đêm rồi. Tôi ngồi thiền trên mặt đất, viên anh linh đan đen như mực đó, giờ đây đã biến thành một màu tuyết trắng. Màu đen đã bị loại trừ, có nghĩa là ý chí của bạch cốt ác tướng đã tiêu tán, mà hàng vạn tàn niệm chiến hồn cũng theo đó mà đồng quy vào hư vô rồi. Giống như viên giao nhân lệ, viên anh linh đan này sau khi tinh chế xong liền trở thành bảo vật trí âm trí thuần, hiệu quả cố nguyên ngưng thần còn hơn cả giao nhân lệ. Lúc đầu, ánh sáng ngũ sắc mà tên chăn cừu kia thấy, chính là từ đây mà có. Tôi thu anh linh đan vào người, không vội rời khỏi đây, mà tiếp tục ngồi thiền cảm nhận chân khí biến hóa trong người. Chân khí trong tôi lưu chuyển, tràn ngập khắp cơ thể, cuồn cuộn dâng trào sức sống mãnh liệt. Tất cả đều đến từ món quà của bạch cốt ác tướng, cô ấy đã lấy chân khí của chính mình, cùng với chân khí của toàn bộ chiến binh Bạch cốt truyền hết cho tôi. Tôi không có nguyên thần, nhưng một mặt cờ chiêu hồn cũng đồng thời được xem là nguyên thần của tôi. Nó chính là chân truyền chân quý nhất mà Ma đạo tổ sư để lại cho tôi, dùng mệnh cách thất sát trong tiềm thức của tôi diễn hóa ra, cũng chính là lá bài mạnh nhất của tôi. Chỉ tiếc là tôi bây giờ không thể tùy tiện sử dụng nó, phải đợi đến lúc tôi ngưng tụ ra nguyên thần của bản thân, cùng nó hợp làm một thể, mới có thể dễ dàng khống chế cờ chiêu hồn này. Lúc này sắc trời cũng đã sáng, Tôi đi ra khỏi mật thất đến gặp Phật gia. Tình trạng của cô ấy còn nghiêm trọng hơn dự đoán của tôi, Phật gia không phải người tu hành, thể chất vốn yếu nhược, cái thủ pháp đạo chân khí mà Trương Phàm đánh vào người cô ấy thật quá mức bá đạo, mới có một đêm đã khiến sức sống của cô ấy gần như bằng không. Bây giờ cô ấy vẫn như cũ rơi vào trạng thái hôn mê, từ khí đen giữa mày cho thấy, đạo chân khí sợ rằng đã bắt đầu xâm chiếm tim mạch cô ấy rồi. Nếu như không kịp thời cứu chữa, ước chừng không đợi tôi đưa cô ấy tới núi Tây Hà người cô ấy đã bị chân khí của Trương Phàm giày vò đến chết rồi. Ngay sau đó tôi nhanh chóng lấy anh Linh Đan trong người, mở miệng Phật ra ra, đút viên thuốc để cô ấy nuốt xuống. Anh Linh Đan có thể cố nguyên ngưng thần, tuy rằng không có cách nào hóa giải chân khí của Trương Phàm nhưng có thể giúp Phật gia bảo vệ tim mạch, giữ cho thần thức không bị tiêu tán. chương 146, trên núi Tây Hạ 2 Anh Linh đan vào miệng là tan biến, rất nhanh phát sinh hiệu quả trong cơ thể Phật gia, khí đen giữa mày đã biến mất, trên mặt cũng có vài phần huyết sắc lại qua một lúc nữa tôi thấy cô ấy bắt đầu cau mày chứng minh thần thức cô ấy đã quay về nên mới có cảm giác đau đớn tiếp đó cô ấy từ từ mở mắt ra cô tỉnh rồi đừng động đậy tôi bây giờ sẽ đưa cô đến núi tây hà đến núi tây hà làm gì phật ra mơ hồ hỏi trong người cô còn có chân khí của trương phàm chưa được hóa giải tôi đưa cô đến đạo quán mao sơn phái ở núi tây hà tìm người giúp đỡ thuận tiện đòi lại công bằng cho cô tôi nói không biết tạ tiên sinh muốn đòi lại công bằng như thế nào vương gia lão tổ lo âu nói a à, à công bằng gì thì ông không cần quản ông chỉ cần hiểu rõ một việc đó là lớn chuyện rồi tôi cười lạnh nói y lô lắng của vương gia lão tổ tôi có thể hiểu chẳng qua là sợ bị liên lụy dẫn đến họa diệt thân nếu tôi muốn làm lớn chuyện này lên mao sơn phái chắc chắn sẽ trút giận lên đầu vương gia nhưng vương gia bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác cho dù họ không đoái hoài quan tâm đến sự sống chết của phật gia cũng không thể tranh thủ thời gian đến Mao Sơn phái giảng hòa, còn vì thế mà đắc tội tôi. Cho nên dù họ không muốn đến đâu, cũng chỉ có thể đứng chung một con thuyền với tôi. Tạ tiên sinh, trương nhược hư của Mao Sơn phái đã ngưng tụ ra nguyên thần, nếu cậu làm lớn chuyện này lên, tôi sợ đến lúc đó Khương hành tẩu khó có thể vì cậu mà chủ trì công đạo. Cụ tổ vương ra nói, nguyên thần rất mạnh sao, chuẩn bị xe đi, bây giờ đi đến núi Tây Hà. Núi Tây Hà nằm ở phía bắc của Mao Sơn, nối vào khu vực Nam Kinh, địa hình có nhiều mỏm núi cao và hiểm trở. Có một ngọn núi Tây Hà, Mỹ danh đẹp thứ hai trong lịch sử Kim Lăng. Căn cơ đạo chính tông của Mao Sơn phái tuy rằng không ở núi Tây Hà, nhưng núi Tây Hà vẫn như cũ, là một trong những đạo trường thế tục mà Mao Sơn phái coi trọng nhất. Đạo quán của Mao Sơn phái tại núi Tây Hà tọa lạc trên đỉnh Phượng Tường, bởi vì thời cổ đại đã có một tòa miếu thờ Tam Mao Cung, nên đỉnh Phượng Tường còn nổi tiếng với tên gọi Tam Mao Quán. Tam Mao Quán mỗi năm đều có đệ tử nội đạo chính tông của Mao Sơn phái tới ở, thường gặp là cao nhân cảnh giới chân khí, thỉnh thoảng còn có nhân vật thần tiên ban cảnh giới huyền quan tới nơi này truyền đạo. Với lại bởi vì tam mau quán đối với thế tục cũng cởi mở, nên nơi đây hương hỏa hưng thịnh rồi rào. Vương gia vốn định dừng xe ở chân núi, nhưng tôi không đồng ý, trực tiếp lái xe đến cổng chính đạo quán. Đối diện với sự ngăn cản của đệ tử tam mau quán, người của vương gia không dám cùng tôi đi tiếp, tôi chỉ có thể đích thân ôm lấy Phật ra, một thân sát khí từng bước tiến vào bên trong làm loạn. Đệ tử giữ cửa chẳng qua chỉ là tu vi thông linh, tất nhiên không cách nào đối kháng với sát ý của tôi, từng người một lộ ra vẻ kinh hoàng, chạy vào hậu viện truyền lời. Lần này, tôi không hề có ý định yên ổn mà hòa giải tranh chấp, chỉ muốn xem xem Tam Ma quán làm cách nào đuổi vị đại Phật là tôi đây. Trước khi luyện hóa hấp thu Anh Linh đan, tôi đã không cần e sợ bất kỳ người nào dưới huyền quan, bây giờ có được một thân chân khí cuồn cuộn dâng trào, thì cho dù có là tu vi huyền quan tôi cũng quyết tâm chiến đấu một phen chỉ là xem có kẻ nào dám tiếp chiêu không thôi tôi là cảnh giới chân khí mao sơn phái mà dám cho cao thủ huyền quan ra tay với tôi thì quả đúng là không để khương tuyết dương vào mắt rồi từng bước sát khí bức người tôi một đường vượt qua không có vật cản nào rất nhanh đã tới hậu viện mà đệ tử nội môn của tam mao quán tu hành phúc sinh vô lượng thiên tôn sát khí của đạo hữu quá nặng một vị lão đạo giám sát viện của tam mao quán tiến lên hỏi tôi trương phàm có đang ở đây không Tôi lạnh lùng nói, trương sư đệ đang ở trong điện tu hành, không biết đạo hữu tìm đệ ấy có việc gì. Lão đạo nói, tôi chưa kịp đáp lời, đã thấy trương phàm mang một nhóm đạo sĩ từ trong thần điện tam mau tổ sư đi về phía tôi. Tạ Lan, người thật là to gan, dám vô lễ xông vào đạo chính tông Mao Sơn phái ta, thật đúng là không xem Mao Sơn phái ta ra gì. Tên trương phàm vừa tới đã ngay lập tức đổ tội lên người tôi, mà những chuyện ác hắn làm một chữ không cũng nhắc đến. Trương phàm, người xem thường quy pháp đạo môn, dám ra tay với người phàm không hiểu tu hành, lấy Mao Sơn thần đánh trọng thương Phật ra, hôm nay ta tới đây là để đòi lại công bằng cho vương gia. Tôi nói, người muốn đòi lại công bằng cho vương gia, e là qua vài ngày nữa, Kim Lăng sẽ không còn có vương gia nữa đâu. Trương Phạm ác độc nói, à, nếu như Kim Lăng không còn vương gia, ta có thể bảo đảm núi Tây Hà từ giờ không còn tam mao quán. Trương 147, Mao Sơn kiếm pháp 1. Tại Nam Kinh, Mao Sơn phái quả thật nắm giữ địa lợi, vì thế nên Trương Phàm mới có vẻ ngang ngược dòm ngó tới vương gia. Tam Mao Quán đã tồn tại hơn một ngàn năm, địa vị của Mao Sơn ở Nam Kinh rất được coi trọng. Hôm qua, tôi phá hoại kế hoạch hoàn hảo của hắn, hắn tuy rằng vô cùng thống hận tôi, nhưng cũng chỉ cho rằng đây là nhân duyên trùng hợp, để tôi bắt gặp chuyện này nên muốn tranh giành anh Linh Đan với hắn. Bây giờ, anh Linh Đan đã bị tôi cướp mất, bản thân hắn lại không phải đối thủ của tôi, muốn tìm đồng môn giúp đỡ thì lại e ngại Khương Tuyết Dương và Toàn Chân Giáo, chỉ có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng lên người vương gia vương gia là quý tộc ngàn năm nay giờ đây vào thời kỳ mạt pháp vẫn chưa kết thúc trương phàm muốn tìm tôi báo thù thì chưa chắc có đồng môn nào giúp đỡ nhưng muốn đối phó vương gia mao sơn phái chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ sau đó tôi mới biết được trương phàm lần này ra tay với vương gia người của tam mao quán đã biết trước hết rồi hành vi của hắn tuy làm mất mặt cao nhân tu đạo nhưng niệm tình động cơ của hắn là vì lo nghĩ cho lợi ích của mao sơn phái mà bản thân hắn lại là cháu của trương nhược hư nên không có ai trách tội hắn cả còn việc hắn muốn ép cưới phật gia trong mắt người của mao sơn phái chẳng phải chuyện to tát gì họ thậm chí xem chuyện này là đang ban thưởng cho vương gia bởi vì trong giới tu hành so với đạo chính tông cấp cao như mao sơn phái thì vương gia quả thật chỉ như một con kiến mà thôi có thể được liên hôn với trương phàm đã là cơ duyên may mắn lắm rồi trương phàm cậu ta là ai lão đạo nghe lời tôi nói quá mức ngông cuồng thì mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Đệ tử Khương Tuyết Dương, Tạ Lan, Lưu Sư huynh, chính hắn đoạt mất Anh Linh đan của đệ." Trương Phàm phẫn hận nhìn chằm chằm tôi nói: "Lão đạo mới đầu không đặt tôi vào mắt, vừa nghe Trương Phàm nói ra tên của tôi xong, lộ ra chút ngập ngừng. Ngữ khí có phần nhẹ nhàng nói: "Nếu như cậu là đệ tử chân truyền của Khương hành tẩu, cũng không nên ngang ngược vô lý làm loạn đạo quán Mao Sơn phái ta." "Tiếc là ta đã tới rồi." tôi lạnh lùng đáp ý của đạo hữu là quyết chí muốn đối địch với mao sơn phái hay sao lão đạo lại hỏi không dám chỉ là đến đòi lại công bằng mà thôi tôi nói không biết đạo hữu muốn công bằng như thế nào thứ nhất trước tiên chữa trị vết thương trong người phật gia thứ hai ta muốn trương phàm tự mình tới vương gia khấu đầu tạ lỗi tôi vừa nói câu này đạo sĩ tam mao quán tại hiện trường đều đồng loạt biến sắc trương phàm là cháu của trương nhược hư tôi muốn hắn cúi đầu nhận sai, đồng nghĩa với việc tát vào mặt của Mao Sơn Phái. Hơn nữa, trong mắt Mao Sơn Phái, vương gia chỉ giống như một con sâu mà thôi. À à, nếu như người quỳ xuống mở miệng cầu xin ta, giao ra anh Linh Đan, nói không chừng ta sẽ nể mặt Khương Tuyết Dương mà chữa thương cho nhóc con vương gia này. Bây giờ thì ngươi cứ đợi dọn xác cô ta đi, Trương Phàm cười lạnh nói, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng đồng ý, nên hôm nay ta cũng không có ý định cứ vậy mà giải quyết chuyện này, đừng có phí lời nữa trương phàm ngươi dám đấu pháp luận thắng thua với ta không lời này vừa dứt toàn bộ người ở đó đều đồng thời quay sang trương phàm tôi và trương phàm đều là cảnh giới chân khí lại là đệ tử đại đạo chính tông nếu hắn không ứng chiến sẽ hạ thấp uy phong của bản thân nếu đáp ứng thì hắn lại lo lắng bản thân không phải đối thủ của tôi tuy rằng tối hôm qua tôi không hề làm gì hắn nhưng chỉ dựa vào mệnh cách thất sát dẫm vài bước chân sát khí chắc chắn đã khiến hắn lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng mấu chốt là trương phàm biết tôi đã động sát tâm với hắn trương phàm chậm chạp không quyết định bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử đúng lúc này rất nhiều người từ trong nội điện tam mao quán đi ra quán chủ điện chủ từ lâm quản sự đến toàn bộ đều chạy đến trung tâm hậu viện trong đó còn có một vị đạo sĩ trung niên thần uy bức người đạo sĩ trung niên vừa hiện thân tôi liền nhận ra đây là một vị cao thủ cảnh giới huyền quan tạ lan chẳng qua chỉ là tu vi chân khí trương phàm con và cậu ta đấu một trận đừng hạ thấp huy phong của Mao Sơn phái ta. Vị đạo sĩ trung niên cảnh giới huyền quan bình tĩnh nói. Tưởng sư thúc, tên này tà môn sát khí quá nặng, còn sợ mình không phải đối thủ của cậu ta. Tuy rằng đã có chỗ sửa vững chắc, nhưng Trương Hàm vẫn xử sự hèn nhát như cũ. Đừng sợ, có ta ở đây, cậu ta không dám làm gì con đâu, vừa đúng lúc ta cũng muốn lĩnh giáo thêm về bản lĩnh của đồ đệ khương hành tàu toàn chân giáo. Tưởng đạo sĩ đã nói vậy, Trương Phàm chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu mà liều mình xuất chiến nếu tôi muốn đấu pháp với Trương Phàm tất nhiên không thể tiếp tục ôm Phật ra nữa, bây giờ thân thể cô ấy đã vô cùng suy nhược, đứng cũng không vững, càng không thể chịu nổi sung kích chân khí lúc đấu pháp phát ra. Chỉ hận người của vương gia đó không có một ai dám theo tôi vào đây, nên bây giờ đến cả một người chăm sóc cô ấy cũng không có. chương 148, Mao Sơn Kiếm Pháp 2 Vừa hay trong viện có một tòa đình đài, tôi liền bế cô ấy tới chỗ đình đài đó, rồi đặt cô ấy ngồi xuống. Đợi tôi ở đây, Tôi nói, tạ tiên sinh không cần vì tôi mà làm thế. Phật ra nhìn tôi đầy lo lắng nói, yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì. Nói rồi, tôi rút ra thanh kiếm pháp sư trai trám mang trên lưng, xảy bước lớn về phía trương phàm. Mao Sơn phái có thể nhẫn nhịn tôi tới giờ phút này, chẳng qua là vì sau lưng tôi có Khương Tuyết Dương. Nếu đổi lại bất kỳ vị đệ tử nào của toàn chân giáo tới đây, đều không khiến họ phải kiêng kỵ, không dám ra tay như thế đâu nha. Người có tên, cây có bóng, Ngày đó tại huệ tề quán, Khương Tuyết Dương ra mặt vì tôi, ngay cả phong thần cũng dám mời hiện thân, trực tiếp phá hủy căn cơ huyền quan của Lữ Thuần. Sau sự việc đó, người của Phủ Thiên Sư cũng không hề làm gì cô ấy, chỉ cần tôi xảy ra chuyện gì, Khương Tuyết Dương chắc chắn sẽ không do dự ra tay. Mà với danh vọng của cô ấy tại toàn chân giáo, thì toàn chân giáo nhất định sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tôn nghiêm của cô. Có lẽ, toàn chân giáo không hề có ý muốn tranh đoạt tài sản thế tục của vương gia ở Nam Kinh với Mao Sơn Phái, nhưng điều này không quan trọng, kể từ giây phút tôi xuất hiện ở vương gia, Mao Sơn phái và toàn chân giáo đã đối đầu với nhau rồi. Kiếm pháp Mao Sơn phái thu hút sự chú ý của mọi người, lại được bảo mật tuyệt đối. Đạo sĩ bình thường lấy chân khí ngự kiếm, cảm ứng tự nhiên biến hóa, tiếp dẫn Hậu Thiên Ngũ Hành chi lực, thiên địa gian ly tán, khiến thần dị kiếm pháp phát huy tinh tế linh hoạt. Mà Mao Sơn phái lại không giống vậy, Mao Sơn phái sở trường là bùa chú, họ không tế kiếm mà tế bùa bởi vì bùa chú vốn đã mang hậu thiên ngũ hành chi lực kiếm pháp của mao sơn phái lúc phát huy năng lực còn nhạy bén hơn nhiều so với các đạo quán khác chẳng qua rốt cuộc thì kiếm pháp cũng là căn cơ của kiếm pháp bùa chú mao sơn phái tuy hiệu quả nổi bật nhưng trong mắt cao thủ thật sự thì vẫn rơi vào thế hạ phong như thường tuy nhiên nếu chỉ là một trận thi đấu cảnh giới chân khí ưu thế kiếm pháp của đệ tử mao sơn rất dễ nhìn thấy bởi thế nên vẻ nhát gan lúc mới đầu của trương phàm khiến trong lòng những đạo sĩ có mặt ở đây rất khó hiểu họ không nghĩ ra tại sao hắn ta lại kiêng rè một tên cảnh giới chân khí như tôi. Mà tôi cũng chỉ có mỗi một thân chân khí, lại không có kiếm pháp tương ứng, so với trương phàm quả thật còn lâu mới sánh bằng. Thanh pháp sư kiếm trai chám trong tay cũng thuộc dạng thông thường, đâu thể so được với thanh kiếm trong tay hắn. Nhưng trong lòng tôi lại không hề có chút sợ hãi nào, bởi vì tôi căn bản không phải chỉ đơn thuần muốn đấu pháp, đọ thắng thua với trương phàm. Thất phu một khi nổi giận, năm bước thấy máu, kiếm giết người làm gì có quy tắc để bàn luận, trong chốc lát đã có thể thấy sinh tử. Nhìn thấy hai người chúng tôi đã yên vị, vị đạo sĩ cảnh giới huyền quan họ tưởng kia nhàn nhã nói có thể bắt đầu rồi. Giọng nói vừa dứt, Trương Phàm đã giành ra tay trước, trên kiếm pháp trong tay lóe lên một đạo lôi chú mau sơn, có ánh sáng màu tím, kiếm pháp sư trai chám lập tức bạo phát điện quang màu tím, tiếp đó một kiếm bay về phía tôi. Thân thủ của hắn rất nhanh, Trương Nhược Hư là nhân vật đạo môn thuật pháp thuộc cấp tông tư, thần tiên thư đều truyền thụ hết cho Trương Phàm tất nhiên cũng không quên truyền cho hắn tuyệt học mao sơn ẩn hình ảo ảnh hầu như chỉ trong giây lát thân ảnh của hắn đã dịch chuyển tới trước mặt tôi đầu kiếm trực tiếp đâm về phía ngực tôi cảm nhận thấy sát khí ác liệt ngay lập tức tôi ngưng tụ chân khí lưu chuyển xuống vị trí giữa ngực chuẩn bị tiếp một kiếm này của hắn muốn chết trương phàm hét to một tiếng lôi lực trong kiếm tuôn trào một đạo điện quang màu tím nhắm thẳng vào ngực tôi tôi cứ vậy mà hứng chịu một kích này nửa thân trên đều lộ ra trạng thái tê liệt chính là bị thiểm điện đánh bay thẳng ra ngoài. May mà, hôm qua tôi đã luyện hóa anh Linh Đan, chân khí trong cơ thể sinh sôi rồi rào không ngừng, nếu không thì chỉ một kích này thôi, tôi đã bị hắn đánh trọng thương rồi. Một kiếm trương phàm đã có được lợi thế, tinh thần chiến đấu dâng cao, tiếp tục lấy ra ba đạo thần chú. Bao gồm thần hành chú, kim giáp chú, lôi chú. Thấy rằng chỉ dựa vào lực thiểm điện vô phương đã đánh tôi tan tác, trương phàm lần này chỉ định kết hợp vật pháp. Lấy thiểm điện khai đạo, rồi mượn tốc độ thần hành chú, sau cùng lấy thần lực mượn từ kim giáp chú, trực tiếp dùng chính kiếm pháp giết tôi. Cũng giống như tôi, hắn ta cũng nảy sinh sát tâm trầm trọng với tôi. Ba đạo bổ chú lần lượt phát ra, thân ảnh của hắn lần nữa phô bày năng lực ẩn hình hoán ảnh. Thế nhưng khiến Trương Phàm thất vọng là, một kiếm của hắn lại phá tan dư ảnh của tôi. Tôi sử dụng thuật pháp gọi là bổ phong chóc ảnh, do phong thần truyền thụ cho Khương Tuyết Dương. Có thể khiến chân khí bất thình lình rời thể xác, ở bên ngoài thể xác ngưng tụ ra một dư ảnh giống hệt bản thể y như đúc. Trương Phàm phát hiện ra chúng chiêu lại là dư ảnh của tôi, lòng biết chuyện chẳng lành, không hề do dự ném ra thần tiên thư để hòng bay lên trời trốn thoát. Nhưng tôi làm sao có thể để cho hắn cơ hội chạy chứ? Vừa rồi, tôi miễn cưỡng chịu hắn một kiếm, chính là vì tính toán tốc độ ẩn hình hoán ảnh và vị trí hiện thân của hắn, để đến lúc tôi sử dụng chiêu bộ phong chóc ảnh, chân thân của tôi đã nhảy vút lên cao ở trên không trung chờ đợi thời cơ. Lúc này người tôi ở trên không trung thì dễ dàng như trở bàn tay dùng một kiếm chặt đứt thần tiên thư của hắn. Ngay sau đó, tôi với Trương Phàm gần như đồng thời rơi xuống mặt đất, cùng lúc hướng về phía đối phương ra tay. "Giết, kẻ có bản lĩnh mới giành chiến thắng!" Tôi hét lên chữ giết rối loạn tâm thần hắn trước, kiếm pháp sư chai chám trong tay lưu chuyển chân khí, một kiếm nhắm ngay yết hầu hắn. Chương 149, kiếm khí thành hình một. Bị một kiếm của tôi đâm ngay yết hầu, mặt Trương Phàm lộ ra vẻ thất bại thảm hại. Toàn bộ trận đấu Pháp chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, tất cả đệ tử Mao Sơn phái có mặt ở đó đều không ngờ tôi có thể giành được thắng lợi một cách dễ dàng như vậy. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trận đấu, tôi chỉ sử dụng duy nhất một thuật pháp, bổ phong chóc ảnh, thậm chí đến cả thất sát chi lực cũng không cần sử dụng. Mà Trương Phàm hầu như dở hết mọi thủ đoạn, ngay cả thần tiên thư cũng lấy ra rồi, chỉ là chưa kịp hoàn thành. Tôi tu hành cũng chỉ vỏn vẹn 2 năm, còn Trương Phàm đã luyện cả nửa đời người. Không phải thiên phú của tôi cao đến đâu, mà là tôi khống chế thời gian quá chuẩn xác. Sở dĩ có thể đạt đến mức này là vì có liên quan đến hình bóng của vị ma đạo tổ sư đó. Hôm qua, khi tôi đối mặt với sát khí như thủy triều dâng trào của Bạch cốt chiến binh, thần thức gần như kinh hoàng ly tán, chính là hình bóng của ông ta nói với tôi, sống thì sao, chết thì như thế nào, niết bàn thì cũng có làm sao. Xem nhẹ sống chết, cũng chính là không có nỗi sợ hãi giữa sống và chết, tôi mới có thể bình tĩnh đối phó với sát chiêu của Trương Phàm, nắm rõ mọi tâm kế và tiết tấu của hắn cảnh giới chân khí không có nguyên thần tâm cảnh có lúc còn quan trọng hơn đạo pháp ngươi đã luyện hóa được viên anh linh đan đó trương phàm run rẩy hỏi tôi không sai tôi không phủ nhận sao có thể như thế được ngươi chẳng qua chỉ mới là cảnh giới chân khí mà thôi rốt cuộc làm sao được cơ chứ chuyện này không cần ngươi lo bây giờ ngươi đã thua rồi chúng ta không phải nên bàn bạc chuyện của vương gia rồi sao tôi hỏi ha ha thua rồi thì đã sao cho dù ta không đồng ý với điều kiện của ngươi Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao?" Trương Phàm giả vờ kiên cường nói, tôi không phí lời với hắn nữa, chỉ đưa mũi kiếm nhích về phía trước một chút. Mũi kiếm đâm thủng yết hầu của hắn, đồng thời cũng xé tan vẻ ngoài cứng rắn của hắn. Trương Phàm bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng. Hỗn xược, Tưởng đạo sĩ phẫn nộ trách mắng, một tiếng quát mắng này dùng tới lực thần niệm, hơn nữa ông ta bắt đầu phóng thích quyền năng huyền quan của bản thân. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bị thần niệm mà ông ta dùng chân khí diễn hóa ra bao phủ hết. Huyền quan có thể diễn hóa ra vạn vật, nội ngoại giao cảm, bởi vậy nên cho dù ông ta không có nguyên thần, cũng có thể dựa vào chân khí khiến toàn bộ sự vật xung quanh chịu ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng này chính là sự áp chế của cảnh giới. Đối mặt với Trương Phàm, tôi còn có thể tìm đường sống trong cái chết, nhưng nếu Tưởng đạo sĩ mà động thủ với tôi, thì đến một cơ hội sống nho nhỏ, tôi cũng không có đâu. Tạ Lan, ta nể mặt Khương Hành tẩu, bậc trưởng bối không tính toán với bọn tiểu bối, chuyện này dừng lại tại đây. Bây giờ ngươi thả trương phàm ra đi, đích thân ta sẽ vì ngươi mà ra tay cứu cô nương vương ra kia. Tưởng đạo sĩ nói, với thân phận của ông ta mà nói ra được lời này, tôi không có cách gì phản bác. Từ khi bắt đầu, tôi đã biết mình không thể thật sự giết được trương phàm, mặc dù đúng là bất luận tôi có làm gì, thì Khương Tuyết Dương cũng sẽ che chở cho tôi. Chỉ dựa vào hành vi của trương phàm, tôi có thể đòi lại công bằng cho vương gia nhưng cũng chỉ đơn giản là công bằng mà thôi nếu tôi thật sự ra tay giết người vậy thì nghiêm trọng rồi nếu vì thế mà toàn chân giáo và mao sơn phái đoạn tuyệt quan hệ thì danh tiếng của toàn chân giáo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nữa trong lòng phủ thiên sư vốn đã căm ghét khương tuyết dương hai đại đạo chính tông xảy ra xung đột phủ thiên sư chắc chắn sẽ đứng về phía mao sơn phái còn có trương nhược hư ông ta đã ngưng tụ ra nguyên thần tôi không biết khương tuyết dương sẽ làm như thế nào nhưng tôi biết muốn đối phó với Trương Nhược Hư tuyệt đối không phải là một điều dễ dàng. Họ tưởng kia đi đến trước mặt Phật ra, đặt lòng bàn tay lên giữa lưng cô ấy rồi truyền chân khí vào. Trong chốc lát, tôi thấy sắc mặt Phật ra đã khôi phục lại bình thường, quay sang cảm tạ tên đạo sĩ họ tưởng đó một tiếng, rồi đi về phía tôi. Nhìn thấy Phật ra đã khỏe mạnh trở lại, tôi mới rút mũi kiếm ra khỏi yết hầu của Trương Phàm Đi thôi, tôi nói rồi nắm lấy tay của Phật ra. Vâng, thế mà, chúng tôi chưa đi được vài bước, Tôi liền phát hiện ra trên không trung truyền đến một luồng chân khí không ổn định. Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy từ bên trong đám mây rơi xuống một cuộn thần tiên thư, tiếp đó là một bóng dáng thanh y nhanh chóng hạ xuống. Người tới nhìn có vẻ khoảng 20 tuổi đầu, mặc đạo bào của đệ tử nội môn Mao Sơn phái. Sau trận chiến đàm cửu long, Trương Nhược Hư liền bắt đầu truyền bá rộng rãi pháp thuật trong nội môn Mao Sơn, bây giờ đệ tử tinh anh Mao Sơn phái gần như người người đều biết thần tiên thư. Chương 150, kiếm khí thành hình 2 mà bản thân ông ta cũng dựa vào việc này nắm giữ cả Mao Sơn phái, uy vọng gần như đã vượt qua trưởng giáo Mao Sơn. Truyền khẩu lệnh của Trương Hành Tẩu Mao Sơn phái, đệ tử Tam Mao quán nhất định phải bắt được Tạ Lan, mang về đạo chính tông Mao Sơn. Giọng nói vừa dứt, đệ tử Tam Mao quán lập tức hành động, bao vây xung quanh tôi và Phật gia. Tiếp đó, Trương Phàm mang vẻ mặt tàn độc chặn trước đường đi của tôi, vừa rồi tôi thắng được hắn là do nắm bắt được thời cơ, trong lòng hắn đương nhiên không phục đạo sĩ họ tưởng sau khi nhận được lệnh truyền của đệ tử nội môn mao sơn cũng không tiếp tục giả vờ làm cao nhân phong độ nữa tự mình đứng tại chỗ không động đậy mà thần niệm lại khóa chặt trên người tôi đối diện với sự bao vây dày đặc của đệ tử tam mao quán tôi biết sự tình hôm nay đã khó mà kết thúc êm đẹp rồi tôi dùng kiếm cắt một mảnh vải từ y phục rồi che mắt phật ra lại huệ nhãn của phật ra không thể thấy máu càng không chịu nổi sức tàn phá của thần niệm chân khí tiếp sau đây tất nhiên là một hồi huyết chiến mao sơn phái muốn giữ tôi lại tôi không thể bó tay chịu trói để xem bọn họ có dám giết tôi hay không thôi tạ tiên sinh bây giờ chúng ta có phải gặp nguy hiểm rồi không sau khi liên tục chịu kinh hãi phật gia sớm đã mất đi vẻ bình thản thường ngày tuy rằng từ nhỏ đã chịu khổ nhưng đến cuối cùng cô ấy cũng chỉ là người bình thường lúc này đây bị sát khí giam giữ tâm tính cô ấy có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng đừng sợ tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho cô mà tôi nói khẽ bên tai cô ấy sau đó tôi lại nói với tên đạo sĩ họ tưởng đó hôm nay người gây chuyện với các người là tạ lan ta đây chuyện này không hề có liên quan gì tới phật gia và vương gia hết vương gia ha ha vương gia giờ đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi còn về vị cô nương vương gia này đây nên xử trí thế nào chỉ có thể xem ý của trương sư huynh mà thôi tên đệ tử nội môn mao sơn truyền lời kia cười lạnh nói sau đó tôi mới biết trước khi tên truyền lời này tới Mao Sơn Phái đã cho người ra tay với vương gia rồi. Nội môn vương gia phàm là người có tu vi đều bị phế bỏ hết thảy, nếu có người nào phản kháng sẽ giết không tha, tài sản mà suốt ngàn năm vương gia cực khổ tích góp được, cũng đều bị Mao Sơn Phái cướp sạch hết toàn bộ. Đạo môn vốn dĩ xem trọng sát phạt, mà hành vi của vương gia quả nhiên đã đụng chạm đến giới hạn của Mao Sơn Phái, nếu như không lấy vương gia ra thị uy, thì địa bàn Kim Lăng đang bị Mao Sơn Phái độc chiếm làm của riêng khó có thể tiếp tục kiểm soát được nữa. Muốn trách chỉ có thể trách tôi không nên vọng tưởng, chỉ cần dựa vào một mình tôi liền có thể giúp Phương ra lật ngược tình thế. Là tôi đoán sai biến hóa của thế cục, càng không biết sau trận chiến đàm cửu long, Phủ Thiên Sư sớm đã bắt đầu giấu giếm toàn chân giáo đi lôi kéo những đạo chính tông khác rồi. Thậm chí, trong lòng Khương Tuyết Dương chắc hẳn đã biết chuyện này, vậy mà ngay cả khi tôi xuống núi cũng không hề ẩn ý tiết lộ nửa chữ. Tạ Lan, không mau quỳ xuống cầu xin ta đi, nếu như người chịu quỳ xuống cầu xin ta, không biết chừng ta sẽ mềm lòng nạp cô ta làm thiếp đó. Nếu không, Kim Lăng Phong Nguyệt e là sẽ có thêm một thẻ tên đầu bảng rồi đấy. Huệ nhãn Phật gia của vương gia, không biết có bao nhiêu người muốn bỏ cả đống tiền ra để nếm thử mùi vị đâu. Trương Phàm đã bị thù hận mù quáng làm mờ đi tâm trí, bộc lộ ra hết bản chất vô sỉ của hắn, nghe đến đây mấy vị lão đạo sĩ của Mao Tam Quán cũng không nhịn nổi mà nhíu mày. Mà Phật gia nghe nghe nói câu đó xong, toàn thân run rẩy, cắn môi nói, ta thả chết còn hơn. Ha ha, rơi vào trong tay đạo gia ta rồi. Cô đừng hòng chết dễ dàng như thế đâu. Trương Phạm hung ác tàn nhẫn nói. Nếu họ đã không định buông tha cho Phật gia, thì tôi chỉ còn cách lấy ác trị ác mà thôi. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao Trương Phạm đã tu đạo nửa đời người mà vẫn có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy. Mà với Như Tử kiên cường nhẫn nhịn như Phật gia, làm sao hắn ta có thể nhẫn tâm kinh thường, mạo phạm cơ chứ? Phải đợi rất lâu về sau, tôi mới hiểu được sự nhân từ của tôi đối với Phật gia là bởi vì trong tim tôi có lòng từ bi, mà sở dĩ trương phàm tàn bạo như vậy, đều do bản tính trời sinh của hắn vốn đã ác độc rồi, không hề liên quan gì đến suốt thân của hắn hết. Tôi để Phật ra ra phía sau để bảo vệ, bắt đầu ngưng tụ sát ý. Thiên dư vạn vật dư nhân, nhân vô nhất Phật dư thiên, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, tạm dịch ý nghĩa, trời đất đã tạo ra mọi sinh vật, con người nhờ thế mà được sống, bởi vậy nên ghi nhớ công ơn mà báo đáp, nằm dưới sự cai quản của trời đất, trời biết đất biết quỷ thân tỏ tường, tuyệt đối đừng làm ra điều gì thương thiên hại lý, tàn nhẫn, trái với lương tâm. Sát ý từ trong lòng tôi trỗi dậy, cùng với chân khí cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể tôi dung hòa tương trợ lẫn nhau, giống như đã hòa làm một thể. Tôi thả lỏng tinh thần, tùy ý để sát niệm lưu chuyển khắp toàn thân. Từng bước tiến về phía trước, mỗi một bước chân, sát khí lại tăng thêm một bậc. Sát khí này khiến người ta khắc cốt ghi tâm như thế nào, trong lòng Trương Phàm hiểu rõ hơn ai hết bởi lẽ nếu như hôm nay tôi muốn giết người hắn ta chính là mục tiêu phải giết của tôi còn không mau động thủ đi trương phàm vừa hét to mệnh lệnh xong liền tiên phong đánh một đạo lôi pháp lên người tôi tiếp theo đó lại có hai vị đệ tử mao sơn phái đồng thời ra tay công kích trước sau liên tiếp ba đạo lôi pháp đánh về phía tôi nếu tôi sử dụng bổ phong chóc ảnh tất nhiên có thể tránh né nhưng mà phật ra đứng phía sau tôi nhất định không thể tránh được thế nên tôi không né không tránh mặc kệ cho ba đạo lôi pháp toàn bộ bạo phát trên người tôi đau đau đến mức không chịu nổi hệt như một mỗi tắc trên cơ thể đều bị hỏa lôi thiêu đốt đau đến mức toàn thân tôi run rẩy hồn lìa khỏi xác mà lần này chẳng qua chỉ là ba đạo lôi pháp cảnh giới chân khí công kích mà thôi nhớ lại cái đêm trận chiến tại đàm cửu long thùy hỏa cô ấy đơn độc chiến đấu với hàng ngàn hàng vạn ánh sáng quần hùng đạo môn những đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng còn nhiều hơn tôi gấp trăm ngàn lần tôi không hề có ý muốn tránh né nhưng cũng sẽ không chỉ chịu đòn mà không đánh trả. Ngay lúc ba đạo lôi pháp này đều đánh lên người tôi xong, tôi lấy hết toàn bộ sát khí mà mình có, cùng với chân khí ngưng tụ, truyền vào thanh pháp sư kiếm trai chám có trong tay. Kiếm quang của kiếm pháp sư trai chám bay vút lên, ngay giây tiếp theo, sát kiếm thành hình, kiếm khí tự sinh. chương 151, trong gió có tin một Sát kiếm thành hình, kiếm khí tự sinh. Về cơ bản, kiếm pháp của đạo môn không tự sản sinh kiếm khí, chỉ có sát kiếm mới có thể làm việc đó kiếm pháp của đạo môn có thể mượn chân khí để thi triển thuật pháp thần thông ví như kiếm pháp của khương tuyết dương có thể hô phong hoán vũ chân khí hóa thành kiếm ý điều động sức mạnh của ngũ hành hay ví như lữ thuần thi triển thiên cang ngũ lôi kiếm có thể trực tiếp từ trên chín tầng mây chiêu gọi chân lôi hạ phàm loại kiếm như vậy mới có thể gọi thành kiếm pháp lấy pháp thuật thần thông làm chủ mà sát kiếm lại không phải như vậy sát kiếm là dựa vào kiếm để giết người theo ghi chép trong đạo tàng trong lịch sử, người luyện xuất ra sát kiếm không nhiều. Do ngày nay, cái gọi là tu hành đều là lấy tế luyện nguyên thần làm chủ, dựa vào nguyên thần để khế hợp đại đạo. Ngược lại, đơn thuần tu luyện kiếm pháp, người lấy kiếm pháp nhập đạo là cực kỳ ít. Trong đạo tàng cũng ghi rằng, chỉ một số ít vài người dùng kiếm pháp để nhập đạo có thể trở thành thiên tôn, tỷ như thái ất thiên tôn của tiên đạo, hỏa long thiên tôn của nhân đạo, cùng với đệ tử của hỏa long thiên tôn, đông hoa thiên tôn là lữ đồng binh, người được xem là kiếm thiên Người dựa vào kiếm pháp để nhập đạo của ma đạo chỉ có một, đó chính là ma đạo tổ sư. Tuy nhiên cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa biết ông ấy tu luyện loại kiếm pháp gì, cũng không biết kiếm mà ông ấy dùng là loại kiếm gì. Vạn vật trong thiên hạ đều có nguồn gốc từ ngũ hành, kiếm khí lại không như vậy, kiếm khí nếu không kiểm soát được có thể chém giết vạn vật. Cảm nhận được kiếm khí đang hình thành, tôi nắm lấy thanh kiếm lướt về phía trước. Vốn dĩ trương phàm đối với tôi đã có 10 phần kiêng rè, cho dù lúc ra đòn tấn công vẫn chừa đường lui cho mình, lần đầu tiên đã thi triển thân pháp di hình hoán ảnh để né tránh mà hai vị đệ tử mao sơn phái bên cạnh hắn lại không may mắn như vậy đã mất cảnh giác và bị đả kích từ kiếm khí của tôi chỉ nghe hai tiếng thét lên đau đớn hào quang hộ thân của hai người này vừa lóe lên liền ngay lập tức bị kiếm khí của tôi chém đứt đây vẫn là do kiếm khí của tôi không đủ tính sát thương vì vậy bọn họ mới chỉ bị trọng thương mà thôi sát kiếm sao có thể chứ toàn chân giáo lấy đâu ra sát kiếm kiếm khí quá mạnh Kiếm khí thuộc cảnh giới chân khí sao lại có uy lực này? Hắn học đạo không đến 2 năm, làm sao lại có thể lĩnh ngộ sát kiếm nhanh như vậy được? Ta chưa từng nghe nói tên tiểu tử này xuống núi Trung Nam, sát ý của người này từ đâu mà tới vậy chứ? Thấy tôi phát ra kiếm khí, những đệ tử của Mao Sơn phái sốc không nói nên lời, quên luôn cả việc tiếp tục xuất chiêu với tôi cơ đấy. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn nói cho bọn họ biết rằng sát tâm của tôi là do trương phàm mà ra đó. Mệnh cách thất sát chỉ giúp tôi ngừng tụ sát ý muốn từ sát ý hóa thành sát tâm, thì đầu tiên là phải có sát niệm mới được. Mà Trương Phàm không nghi ngờ gì nữa, hắn đã động vào sát niệm của tôi rồi. Vị tưởng đạo sĩ kia lúc đầu nét mặt vẫn còn điềm tĩnh, bây giờ hai đầu mày đã cao tít lại. Không thể giữ lại tên tiểu tử này được, bố trận giết hắn đi. Tưởng đạo sĩ do dự một lúc rồi quả quyết nói, nhưng nếu như giết hắn rồi, phải ăn nói làm sao với Khương Tuyết Dương đây? Thúc của ta đã ngưng tụ ra nguyên thần, lẽ nào còn phải sợ Khương Tuyết Dương sao? Trương Phàm lên tiếng nhắc đến Khương Tuyết Dương, tên đệ tử lúc đầu chạy đi truyền tin của nội môn Mao Sơn phái lớn tiếng nói, chư vị sư huynh, chúng ta không cần lo về Khương Tuyết Dương. Trương Hành Tẩu sau khi nói với ta một tiếng đã thi triển thiên lý ngự phóng đi về phía núi Trung Nam tìm Khương Tuyết Dương luận đạo rồi. Nói như vậy nghĩa là tên tạ lan kia hôm nay không có ai bảo vệ hả? Đúng là như vậy, có trách thì chỉ trách hắn quá ngạo mạn, không biết thời biết thế mà thôi. Tên đệ tử nội môn kia đáp, há há há, Tạ Lan ơi là Tạ Lan, hôm nay cái mạng của người phải bỏ lại nơi đây thôi, bây giờ người có quỷ xuống van xin ta tha mạng thì cũng đã muộn rồi. Trương Phàm cười lớn, sau khi nghe tin này, lòng tôi bắt đầu trùng xuống. Lẽ nào tôi thật sự đã phán đoán sai thời cuộc sao? Khương Tuyết Dương thật sự sẽ bị vây ở núi Trung Nam, không thể đến đây sao? Việc này là không thể nào, cô ấy biết rõ tình hình của tôi, nếu không thể bảo vệ tôi sẽ không để tôi xuống núi, còn nói rằng nếu xảy ra chuyện cứ nói ra tên của cô ấy mà nhưng trước mắt tôi bây giờ tứ bể khốn đốn vây quanh mao sơn phái cũng đã đánh sát ý lên người tôi rồi cô ấy thật sự có thể đến kịp đây không nếu như giao đấu chỉ có đệ tử thuộc cảnh giới chân khí của mao sơn phái thì dù có bị trọng thương tôi vẫn có thể dựa vào kiếm khí mà thoát khỏi vòng vây nhưng đáng tiếc là vẫn còn một cao thủ huyền quan ngồi đây mà bên cạnh tôi lại còn có một vị phật gia nữa tạ tiên sinh một mình anh có thể tẩu thoát không vừa nghĩa đến cô ấy cô ấy liền ở phía sau tôi nhàn nhạt lên tiếng thoát không xong rồi, tôi nói ra sự thật, là tôi liên lụy anh rồi." Giọng nói của Phật gia tràn ngập cảm giác có lỗi. Chương 152, trong gió có tin hai. Từ đầu đến giờ, cô ấy không bận tâm đến sinh tử của bản thân mà lại tâm tâm niệm niệm nghĩ cho an nguy của tôi. Thật lòng, kể từ hôm tôi cùng cô ấy đi đến Đàm Cửu Long tìm phân thủy kiếm, tôi đã biết đây là người con gái khiến tôi đau lòng. Đáng hận là tôi vẫn chưa đòi lại công đạo cho cô ấy. Chuyện này không liên quan đến cô đâu chỉ là tôi thật sự xin lỗi tôi vẫn chưa giúp cô đòi lại công đạo lại còn liên lụy đến cô kéo cô vào chỗ chết cùng tôi rồi sống chắc gì đã là phúc chết chắc gì đã là khổ có thể cùng tạ tiên sinh chết cùng nhau cuộc đời này của uy Nuy không còn gì phải hối tiếc uy nhuy hóa ra tên của phật gia là uy nhuy có lẽ là lấy từ bài thơ của trương cửu linh lan diệp xuân uy nhuy quế hoa thu hiệu khiết ý nói hoa lan nở rộ vào mùa xuân hoa quế nở vào mùa thu đáng tiếc thay Hồng nhan bạc phận, mà tôi lại không phải là một anh hùng, hôm nay số phận đã định cùng cô ấy chết tại tam mao quán. Ha ha ha, sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đó chàng chàng thiếp thiếp, ra tay đi. Trương Phàm trợn đôi mắt hình tam giác, dựng đứng bộ dâu vàng của hắn, lớn tiếng ra lệnh. Tôi đã nhấn nhịn tên Trương Phàm này lâu lắm rồi, hiện tại đối mặt với cái chết, tôi không có cách nào kìm nén sát ý đối với hắn ta. Khoảnh khắc hắn buông ra câu nói đó, tôi liền trực tiếp xé không mà vươn lên, một kiếm hướng trương phàm mà chém. Nếu đã không thể cảm hóa được hắn, vậy thì chỉ có thể đốt hắn thành cho bụi. Một đạo kiếm khí này là tích tụ của sự phẫn nộ, so với đạo kiếm khí mà tôi thi triển ban nãy càng mạnh hơn. Cứ cho là hắn kiêng rè tôi đi, nhưng hắn vẫn còn đánh giá quá thấp phạm vì ảnh hưởng của kiếm khí và tốc độ ra đòn kiếm của tôi rồi. Di hình hoán, chữ ảnh đầy tức giận biến mất trong cuống họng, bởi vì kiếm khí của tôi đã hóa thành một đường màu trắng quét qua ít hầu của hắn. Trương Phàm dùng tay tự ôm lấy cổ của chính mình, mắt nhìn chân chân vào tôi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Không sai, người sắp đến cửa tử đều là vẻ mặt này. Người thật sự dám, giết ta sao? Sắp chết đến nơi mà vẫn còn thốt ra loại câu hỏi này, tôi thật không biết nên dùng từ nào để diễn tả sự ngu ngốc của hắn đây. Không đợi tôi đáp lời, vị đạo sĩ họ tưởng đã chạy đến trước mặt Trương Phàm, tuy nhiên ông ta gì cũng không làm được nữa. Thuốc không thể cứu người chết, rượu không giải được sầu một đạo kiếm khi đó của tôi đã chém đứt sinh cơ của Trương Phàm rồi. Thằng nhãi danh, sao ngươi dám hả? Tưởng đạo sĩ giận dữ giống lên, tôi đã giết Trương Phàm ngay dưới mắt mũi ông ta, ông ta chính là không có cách nào đối mặt với Trương Nhược Hư. Không đợi đệ tử của Mao Sơn phái ra tay, ông ta đã tự mình trực tiếp hướng tới tôi mà giết. Đạo sĩ thuộc cảnh giới huyền quan ra tay, thần niệm có thể khóa cả một phương trời đất. Khi đạt đến loại cảnh giới này sẽ không còn cần dựa vào bùa chú để tăng sức mạnh cho kiếm pháp nữa, bởi vì bản thân chân khí của ông ta đã có thể tự cảm nhận hậu thiên ngũ hành. Không giống với đại đa số những người tu hành đạo môn, chiêu thức mà tưởng đạo sĩ này dùng cư nhiên không phải lôi pháp, mà là Mao sơn ly hỏa chú, chứa đựng sức mạnh thiêu đốt. Chỉ thấy ông ta luân chuyển chân khí, thanh kiếm pháp sư trai chám bốc lên ngọn lửa. Ngay khi ngọn lửa vừa bốc lên, tôi liền cảm nhận được một lực thiêu đốt từ hậu thiên ngũ hành ly hỏa. Thái ất ly hỏa, phần diệt vạn hình, hà quỷ năng đương, hà thần bất lương. Ngay lập tức phụng theo mệnh lệnh của ta mau tổ sư, sắc Theo sau sắc lệnh của tưởng đạo sĩ, ngọn lửa ly hỏa hóa thành một con rắn đỏ tiến về phía tôi Tôi biết sự lợi hại của con rắn đỏ này, không đợi nó đến gần Tôi liền thi triển bổ phong chóc ảnh, dùng chân khí phân thân ra một ảo ảnh Nhưng tưởng đạo sĩ có lẽ đã sớm nhìn ra được tôi sẽ tung ra chiêu này Con rắn đỏ quấn lấy ảo ảnh, còn ông ta lại như ma quỷ trực tiếp xuất hiện trước mắt cơ thể thật của tôi Trong tay cầm lấy ly hỏa kiếm đâm vào ngực tôi Lúc này tôi muốn tháo chạy cũng không thể tháo chạy được nữa rồi, chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ. Đáng thương ở chỗ kiếm của tôi là vật phàm, mà kiếm của ông ta lại là thần di, lúc này lại còn tràn ngập sức mạnh của ly hỏa, hai thanh kiếm tương giao, thanh kiếm của tôi liền gãy đôi ra rồi. Sau khi thanh kiếm của tôi gãy, thanh kiếm của tưởng đạo sĩ lại một lần nữa như vũ bão hướng ngực tôi mà đâm. Tôi chỉ cảm thấy gió như thiêu đốt, toàn thân giống như bị thiêu cháy hết một nửa, thanh kiếm vẫn chưa chạm vào tôi mà đã khiến y phục bắt đầu bốc cháy. Trong lòng tôi rõ, nhát kiếm này tôi không thể nào một lần nữa né tránh. Chỉ nghe phốc một tiếng, mũi kiếm đã đâm vào ngực tôi ba phân. Ly hỏa đốt cháy máu thịt, một làn khói tím bốc lên. Tôi nghiến răng để chống lại cơn đau xé ra xé thịt này, chuẩn bị niệm chú ra thần chú thất sát, rõ ràng là khi cái chết treo trên đỉnh đầu thì sẽ không còn tâm trí để nghĩ kế hoạch nữa. Nhưng khi chữ sát vẫn còn chưa thoát ra khỏi miệng tôi, liền nghe thấy tiếng gió điên cuồng từ sau lưng tôi chuyển đến lực gió bắt đầu thổi tung tóc và quần áo của tôi sau đó gió thổi mạnh kèm theo cắt cuồn cuộn như muốn thổi tung cả đất trời gió từ sau lưng tôi thổi đến cảm nhận được sức gió như vũ bão thanh kiếm trai chám pháp sư ngập ngụa sức mạnh ly hỏa trong tay tưởng đạo sĩ vậy mà lại không thể tiếp tục đâm vào tôi dù chỉ là một phân không những thanh kiếm không thể đâm xuống mà bản thân của ông ta cũng không vững vàng nổi đột nhiên bị trận cuồng phong thổi bay ra xa trận gió cuồng loạn che hết tầm nhìn của tất cả những ai ở đó khi gió lặng xuống tôi một lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. chương 153, Tuyết Dương nổi giận một. Khương Tuyết Dương một thân đạo bào trắng như trăng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tạ Lan, là vi sư đến muộn rồi. Khương Tuyết Dương nhìn vết thương trên ngực tôi, lộ ra sự đau lòng. Thật lòng mà nói, sau khi nghe đệ tử Mao Sơn phái nói Trương Nhược Hư đã đi đến núi Trung Nam, tôi không còn hy vọng rằng cô ấy sẽ có thể đến đây. Bây giờ thấy cô ấy ngay trước mắt, lòng tôi cảm xúc lẫn lộn sư phụ à cô đến không muộn một chút nào đâu tôi nói mặc dù vết thương của tôi nhìn rất nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da mà thôi nhát kiếm mà tưởng vệ hiên đâm vào ngực tôi chưa kịp hấp thụ và phóng ra ly hỏa thì đã bị thổi bay mất rồi hơn nữa giả sử tuyết dương đến sớm hơn thì tôi đã không có cơ duyên lĩnh ngộ ra sát kiếm rồi cho nên tôi mới nói cô ấy đến không muộn chút nào tạ lan cậu diều phật ra đứng sang một bên đợi đi Phần còn lại hãy để sư phụ giải quyết." Ngữ khí của Khương Tuyết Dương rất nhẹ, nhưng khiến ai nghe cũng thấy sự tức giận trong đó. Mao Sơn phái động thủ với tôi trước đó là do xem nhẹ Khương Tuyết Dương, thậm chí còn cho rằng cô ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Nhược Hư, sẽ không thể nào xuống núi được. Ấy vậy mà đến lúc nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây, đệ tử Mao Sơn phái lại im phăng phắc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Người có danh, cây có bóng, đôi khi bản thân danh vọng đã là một phần của thực lực. Long hổ hành tàu thất truyền, vẫn còn Khương Tuyết Dương của núi Trung Nam. Tuy rằng Trương Nhược Hư cũng là một nhân vật đạo môn bất thế xuất, nhưng còn lâu mới xứng với câu nói này. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là Tưởng Vệ Hiên, đệ tử của Trương Nhược Hư. Khương Tuyết Dương nhìn Tưởng đạo sĩ nói, Khương Tuyết Dương gọi tên ông ta mới chợt nhớ ra mà thu kiếm vào. Đạo môn thiên hạ ai cũng biết tôi được Khương Tuyết Dương bảo vệ, mà ông ta một khắc trước vừa có ý đồ giết chết tôi lúc này bị khương tuyết dương hỏi đến liền không dám hó hé một tiếng người thuộc cảnh giới huyền quan đệ tử của ta lại mới chỉ thuộc cảnh giới chân khí hôm nay cậu ta đến tam Mau quán dù cho cậu ta bị những người thuộc cảnh giới chân khí của tam mao quán liên thủ đưa vào chỗ chết ta cũng không có gì để nói thậm chí các người thực sự có khả năng giết chết cậu ta khương tuyết dương nhìn ông ta và tiếp tục vừa đi vừa nói là tạ lan hắn xâm phạm vô lễ làm loạn tam Mau quán lại còn ra tay giết người giết chết cháu trai của trương hành tẩu trương phàm nếu ta không ra tay chống lại hắn thì còn gì thể diện của mao sơn lại làm sao có thể giải thích với trương sư huynh được cơ chứ tưởng vệ hiên cuối cùng cũng lấy hết can đảm để thanh minh cho bản thân ta đến đây không phải để nghe phải trái trắng đen ta chỉ biết rằng ngươi không nên vượt quá giới hạn mà động thủ với đệ tử của ta việc này khương hành tẩu vậy cô tính sẽ thế nào tưởng vệ hiên nghiến răng hỏi ta muốn ngươi tự hủy đạo căn của mình chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy thôi sắc mặt của tưởng đạo sĩ biến đổi liên tục cuối cùng bộc lộ ra sự tàn nhẫn lớn tiếng nói khương tuyết dương ngươi đừng có mà hiếp người quá đáng nếu như hôm nay ngươi động thủ với ta mao sơn phái nhất định sẽ không đội trời chung với toàn chân giáo các ngươi trương sư huynh của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu vậy đợi sư huynh của ngươi đến rồi hãy nói đi khương tuyết dương nói xong lời này thân ảnh mờ ảo như gió tốc độ cực nhanh thị lực của tôi chỉ có thể thấy dư ảnh của cô ấy Tưởng vệ hiên phản ứng rất nhanh, vội vã sử dụng di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh tương tự như thay đổi kích thước trong đạo môn, người thi triển có thể dịch chuyển từ điểm này đến điểm kia mà bỏ qua khoảng cách ngắn giữa hai điểm đó. Về lý thuyết, trong quá trình dịch chuyển không tồn tại khả năng bị người khác bắt. Đáng tiếc là khi ông ta dịch chuyển được một nửa, thì pháp gián đoạn. Đợi đến lúc thân ảnh của hai người bọn họ hiện rõ, tôi thấy Khương Tuyết Dương đưa ngón tay trắng nõn như tuyết của cô ấy điểm lên chán ông ta, dáng vẻ giống như ngày đó tại Huệ Tề Quán, sau khi phong thần nhập thân cô ấy đã điểm lên lữ thuần vậy tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn chính là âm thanh của huyền quan bị phá bỏ lúc trước phong thần ra tay chỉ là dùng một lực hủy diệt đã nhập vào huyền quan của lữ thuần mà hiện tại khương tuyết dương ra tay lại chính là trực tiếp hủy luôn huyền quan của tưởng vệ hiên mặt của tưởng vệ hiên tựa như cho tàn cứng đờ tại chỗ tu hành không phải là chuyện dễ dàng đại đạo huyền ảo mơ hồ một thập kỷ tu hành cực khổ đã biến mất trong chốc lát đối với ông ta mà nói hủy đi huyền quan còn đau khổ hơn là giết ông ta. Ngươi đã làm thế nào vậy? Lúc này, ngữ khí của tưởng vệ hiên đã bình tĩnh trở lại. Nếu như đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu, vậy thì nhiều năm trong đạo chẳng qua là vô ích rồi. Khương Tuyết Dương nhàn nhạt đáp, tưởng vệ hiên tiếp tục im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu nói ta đã hiểu rồi. Nói xong, ông ta ném thanh kiếm pháp sư trai chám xuống đất, quay đầu nhìn đệ tử của Mao Sơn Phái trong tam Mao Quán nói với vẻ mặt ủ rũ, hôm nay, Mao Sơn chúng ta thua rồi. Tưởng vệ hiên bị phá hủy huyền quan mở miệng nhận thua, đệ tử Tam Mao Quán cũng cùng mang dáng vẻ u uất đó. Chỉ có vị đệ tử nội môn Mao Sơn vẫn có vài phần không phục, nếu như Trương Hành Tẩu có ở đây, với tu vị nguyên thần của ông ấy im miệng. Trương 154, Tuyết Dương nổi giận hai Lời của hắn ta chưa nói xong đã bị tưởng vệ hiên cắt ngang, sau đó không còn tên đệ tử Mao Sơn nào dám ngăn cản chúng tôi xuống núi nữa. Hẻm ô y, vương gia, cổng và sân vẫn còn đó bên trong là một màu tăng thương nhiều năm trở lại đây toàn bộ tài sản mà vương gia tích lũy đều cung cấp cho đệ tử nội môn tu hành dùng đan dược pháp khí bùa chú toàn bộ những thứ này đều phải dùng rất nhiều tiền để đổi lấy người xưa nói rất hay giàu và nghèo vũ bại gia tử tu hành tu đạo vốn là một việc vô cùng tốn kém mà hiện tại bởi vì khiêu khích mao sơn phái tất cả những người tu hành của nội môn vương gia đều bị phế hàng chục người thương vong ngàn năm kỹ lưỡng bỗng chốc bị cướp sạch, thê thảm nhất là vương gia lão tổ, không phải dễ dàng mà đột phá được trở ngại của cảnh giới huyền quan, lại vì một việc tai bay vạ gió này mà kích nộ công tâm, thân tử đạo tiêu, khó lòng nguôi ngoai. Ba người bọn tôi tiến vào nội viện, nhìn thấy vương hán sinh mặc quần áo tang đang chủ trì tang lễ. Phật gia tiến đến hỏi thăm, chưa kịp mở lời đã bị vương hán sinh chỉ thẳng mặt mà mắng. Tất cả là do ngươi, Phật gia choáng váng tại chỗ, khóe miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không tự biện hộ cho chính mình. Nếu như ngay từ đầu tôi không nhúng tay vào việc này, Vương gia tuyệt nhiên sẽ không khổ sở như ngày hôm nay. Nhưng mà, nếu tôi đã đến đây, sao lại có thể dương mắt đứng nhìn Phật gia nhảy vào biển lửa được cơ chứ? Vương Hán Sinh chỉ trích Phật gia xong, nhìn thấy tôi lại trách móc còn ngươi nữa. Không phải ngươi có một vị sư phụ tốt lắm sao, cô ta đâu rồi? Ta đã đến rồi đây. Tôi vẫn chưa đáp lời, Khương Tuyết Dương đã nhàn nhạt lên tiếng. Với dáng vẻ trẻ đẹp của Khương Tuyết Dương, người ta khó mà nhìn ra thân phận của cô ấy do đó mặc dù cô ấy cùng chúng tôi đi vào nhưng cũng không có ai nghĩ đến việc cô ấy chính là thiên hạ hành tẩu toàn chân giáo đã làm cả đạo môn kinh ngạc ngươi chính là sư phụ của tạ lan thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo khương tuyết dương sao mặc dù khương tuyết dương đã nói ra thân phận của mình nhưng ngữ khí của vương hán sinh vẫn rất không khách khí đúng vậy à à cứ cho ngươi đến rồi thì sao chứ muộn rồi thật đáng thương cho vương ra nghìn năm môn việt bọn ta sớm biết thế này lúc đó không nên tham gia vào giới tu hành vương hán sinh cười bi thương nói đạo môn lấy thực lực làm trọng vương gia các người quả thực không nên tham gia vào giới tu hành khương tuyết dương lãnh đạm đáp nếu như vương gia chỉ tranh quyền đoạt thế trong thế tục dù cho mao sơn phái có năng lực cũng sẽ không dám dễ dàng động thủ với bọn họ bởi vì quốc gia không cho phép nhưng vương gia lại bước một nửa vào giới tu hành cũng đã tính là xuất thế rồi trốn bồng lai và thế tục là hai thế giới khác nhau về điểm này quốc gia phân biệt rất sạch rồi. Do đó dù cho người của vương gia có thương vong, cũng không có cách nào tìm kiếm công đạo từ thế tục. Vậy thì hiện tại ngươi đến có tác dụng gì? Vương Hán Sinh nói một cách khổ sở, làm lại từ đầu, sự trỗi dậy của vương gia bắt đầu từ Phật gia. Từ hôm nay trở đi, Phật gia sẽ là đệ tử chân truyền của Khương Tuyết Dương ta, toàn bộ vương gia sẽ theo cô ấy tu luyện thuật pháp thần thông của toàn chân giáo. Một lời này cô ấy vừa thốt ra, toàn bộ người của vương gia chấn động. Mặc dù trước đây Vương Gia trong giới tu hành có một danh tiếng nhất định, nhưng hoàn toàn không thể sánh với đạo thống lớn. Cứ cho là lúc trước họ xuôi theo tâm ý của Trương Phàm, sáp nhập vào Mao Sơn phái, Mao Sơn phái cũng sẽ không đãi ngộ với họ như đệ tử nội môn, họ sẽ không thể học được đạo pháp tinh hoa của Mao Sơn. Vậy mà lúc này, Khương Tuyết Dương lại nói toàn bộ Vương Gia đều có thể tu luyện đạo pháp của toàn chân giáo. Nhưng điểm này chưa phải là quan trọng nhất, mà là cô ấy vậy mà lại nhận Phật Gia làm đệ tử chân truyền của mình hơn nữa khương tuyết dương lại là người bảo hộ chứ danh lời khương tiên trưởng nói là thật sao vương hán sinh hỏi đương nhiên là thật thứ lỗi cho tôi hỏi một câu tôi nghe nói trương nhược hư của mao sơn phái đã ngưng tụ ra nguyên thần nếu như ông ta đến kim lăng thì phải làm sao các người có thể yên tâm nếu ta đã đến thì hắn sẽ không đến ngày mai các người sẽ hiểu câu nói này của ta có nghĩa là gì sau khi sắp xếp xong việc của vương gia tôi cùng khương tuyết dương đến nơi ở của phật gia Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Khương Tuyết Dương, tỉ như tại sao cô ấy lại xuất hiện ở núi Tây Hà. Núi Trung Nam cách núi Tây Hà hàng ngàn dặm, cô ấy đã đến bằng cách nào? Còn nữa, cô ấy có thể đến, vậy còn Trương Nhược Hư đã ngưng tụ ra nguyên thần kia tại sao từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lộ diện? chương 155, Đăng Môn Tạ Lỗi một Khi tôi nói hết những vấn đề này ra, Khương Tuyết Dương lại bật cười hỏi tôi, Tạ Lan, chuyện đến cả tưởng vệ hiên cũng hiểu được, lẽ nào đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ không thông suốt sao hả nghe khương tuyết dương hỏi tôi như thế tôi mới bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng sau khi cô ấy xuất hiện tại tam mao quán khương tuyết dương nhận được sự thủ hộ của phong thần nếu mượn phong lực ngự phong phi hành thì tôi có thể hiểu được nhưng chỉ trong giây lát từ núi trung nam đến núi tây hà cách xa ngàn dặm cô ấy chỉ là tu vi huyền quan thôi lấy đâu ra nhiều chân khí đến thế khi cô ấy động thủ với tưởng vệ hiên tên tưởng vệ hiên đó rõ ràng đã sử dụng di hình hoán ảnh rồi, vậy mà giữa chừng lại bị cô ấy bất thình lình cắt đứt. Dịch chuyển tức thời vượt qua không gian, ẩn hình hóa ảnh, cho dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không tồn tại tình huống bị cắt đứt, trừ phi Khương Tuyết Dương sở hữu năng lực chi phối không gian song song. Mà cảnh giới có thể làm chủ cả một không gian song song, tất nhiên chính là hợp đạo. Sư phụ, lẽ nào người đã hợp đạo rồi sao? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi. Không xe nhưng mà, không phải người đến cả nguyên thần cũng chưa ngưng tụ hay sao? Hợp đạo chưa chắc cần phải ngưng tụ nguyên thần, mới đầu tạ Lưu Vân có thể dựa vào Thức thần hợp đạo, âm thi đã đặt tôi ngang hàng với ông ấy, thì cho dù tôi không bằng được ông ấy, cũng không thể kém quá xa chứ. Thức thần hợp đạo, cũng chính cái gọi là nhục thân hợp đạo. Thức thần không bằng nguyên thần, nguyên thần có thể không cần quan tâm đến tình cảm và dục vọng, nhưng mỗi một hơi thở, một ý nghĩ của thức thần đều kết nối với tình cảm và dục vọng. Mà muốn hợp đạo Điều trước hơn hết phải làm được đó là tâm tư thuần khiết, phỉ ngã tư tồn, toàn tâm toàn ý xuất thần vào thiên địa, tìm kiếm đại đạo cơ duyên phù hợp với bản thân. Ý nghĩa, phỉ ngã tư tồn là một câu thơ cổ trong kinh thi, xuất kỳ đông môn của Trịnh Phong. Phỉ là không phải, ngã là ta, tư là nhớ nhung hoặc là suy nghĩ, được dịch nghĩa là tôi vẫn ở đây mà anh đã ở bên kia chân trời. Từ phương diện này mà nói, thức thần hợp đạo còn khó hơn lên trời. Cần phải có ý chí kiên định lại còn là người tâm tư siêu việt mới có thể làm được cần tính toán mỗi lần tâm trí của bản thân ở tại căn nguyên thần niệm lúc nào thì bắt đầu hủy diệt nguyên thần hợp đạo có thể ví như nước chảy thành sông còn thần thức hợp đạo cần phải mưu tính hết thảy thiên cơ phải tính toán thần niệm của bản thân chính xác tới mức không có một chút sai sót nào rồi lần lượt chặt đứt từ đó xa rời vật chất lĩnh mộ đại đạo tạ lưu vân là kỳ tài thiên cổ có thể cùng ma đạo tổ sư đánh cờ ở bên trong cỗ quan tài chấn hồn với tâm trí của ông ấy mà thức thần hợp đạo hoàn toàn không có khó khăn gì. Nhưng còn Khương Tuyết Dương có thể làm được, chỉ có thể nói túc mệnh của cô ấy đã bắt đầu thật sự phá vỡ phong ấn rồi. Còn về đạo tắc của Trương Chi Viễn chắc chắn không phải hợp lại như vậy, ông ấy cần phải ngưng tụ ra nguyên thần rồi mới hợp đạo, chỉ là người ngoài không biết ông ấy đã ngưng tụ được nguyên thần mà thôi. Nghe Khương Tuyết Dương đã hợp đạo thành công, trong lòng tôi vừa vui mừng cho cô ấy, đồng thời cũng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai bây giờ tôi chỉ mới là cảnh giới chân khí luận về huyền quan còn quá sớm càng đừng nói gì tới việc vọng tưởng cảnh giới hợp đạo chứ với lại cho dù tôi có thể đột phá huyền quan con đường hợp đạo cũng rất khó khăn bởi vì tôi đang đi trên con đường lấy kiếm nhập đạo đồng nghĩa cũng phải tránh xa nguyên thần cậu cũng không cần quá chán nản thủy họa trong thời gian ngắn không thể xuất thế cậu còn có rất nhiều thời gian lần này cậu có thể ngộ ra sát kiếm đã vượt qua sự kỳ vọng của tôi rồi đó khương tuyết dương nói lời khích lệ tôi sư phụ sau này tôi nên tu hành như thế nào đây tất nhiên là chảm tà ma độ vong hồn lấy kiếm nhập đạo lấy kiếm nhập đạo gọi là gì đợi đến ngày cậu xuất kiếm vô hối chính là thời khắc cậu lấy kiếm nhập đạo lời này của cô ấy khiến tôi có chút không hiểu nhưng cô ấy không hề giải thích gì thêm chỉ nói có một vài đạo lý tới lúc cần hiểu thì tự khắc sẽ hiểu lúc không hiểu thì dù có giải thích rõ ràng ra sao cũng không cách nào hiểu được chúng tôi nói những điều này phật gia tất nhiên nghe không hiểu chỉ im lặng ngồi dưới ánh đèn lúc này cô ấy vẫn đang mặc một thân đỏ thẫm như ngày hôm qua nhìn rất xinh đẹp động lòng người uy nhuy cô có bằng lòng bái ta làm thầy không khương tuyết dương hỏi cô ấy tôi bằng lòng nói rồi phật ra liền đứng dậy khấu đầu trước khương tuyết dương khương tuyết dương cũng không tránh né bình thản nhận ba lại đại lễ của cô ấy mới để cô ấy đứng dậy ở điểm này hình như có chút khác biệt so với đãi ngộ của tôi trước đây thì phải tôi nhớ là khi tôi bái sư ở trung nam sơn Khương Tuyết Dương chỉ để tôi dâng hương với tổ sư vương trùng dương của toàn chân giáo. Có phải cậu cảm thấy hiếu kỳ, vì sao tôi để cô ấy khấu đầu mà không để cậu làm vậy đúng không? Khương Tuyết Dương hỏi, vâng, tôi gật đầu, cùng người nhưng không cùng mệnh, là người ắt có số mệnh. Uy Nhi là nữ tử mệnh khổ, số mệnh mỏng manh, cô ấy khấu đầu lại tôi thì số mệnh của tôi sẽ không có bất kỳ xung đột nào, đồng thời còn có thể từ số mệnh của tôi mượn đi một phần may mắn. Nhưng cậu thì khác, khấu đầu của cậu, tôi nhận không nổi, sợ là tại cử thiên thập phương này, người có thể nhận đại lễ của cậu không có nhiều đâu. Tất nhiên, Thùy Họa không nằm trong số đó. chương 156, Đăng Môn tạ lỗi khai. Tại sao? Bởi vì cậu nợ cô ấy số mệnh. Tạ Lan, bất luận túc mệnh mang cậu đi đến nơi nào, tôi muốn cậu nhớ kỹ điều này, cậu có thể phụ hết người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không được phép phụ cô ấy. Tôi nhất định sẽ không phụ cô ấy. Tôi nói, Khương Tuyết Dương nói qua ngày mai, cô ấy còn phải đi tới phủ thiên sư một chuyến, toàn chân giáo đích thị đã bị toàn thể đạo môn ngấm ngậm chế ngự, cô ấy nhất định phải giúp toàn chân giáo giải vây. Thời gian cô ấy ở lại vương gia không nhiều, đêm nay tá túc trong phòng của Phật gia, truyền pháp cho Phật gia cả đêm. Ngày thứ hai, sau khi người của vương gia dùng đồ chay xong, liền được Khương Tuyết Dương truyền gọi tới đại sảnh tiền viện. Nói lát nữa sẽ có đệ tử Mao Sơn tới, cần họ đợi ở đại sảnh. Người của vương gia vẫn còn sợ hãi, chưa thể bình tĩnh đối diện với Mao Sơn phái, vừa nghe có đệ tử Mao Sơn sắp tới, Tinh thần tất nhiên có chút kinh hoàng, với việc này thì Khương Tuyết Dương chỉ cười nhẹ, nhưng không hề giải thích gì thêm. Tới khoảng tầm 9 giờ sáng, đệ tử Mao Sơn bắt đầu hiện thân. Đạo bào thanh thoát một màu đen tuyền, đầu đội khăn đen, đây lại là cách ăn mặc theo tang lễ đạo môn trịnh trọng. Một đoàn tầm 10 người, mang rất nhiều dương lớn, dẫn đầu chính là quán chủ Tam Mao quán, Tòng Lâm Điện chủ, còn có phó tế toàn bộ đều đến. Bước vào đại sảnh, quán chủ hành lễ chào hỏi với Khương Tuyết Dương trước phúc sinh vô lượng thiên tôn, những chuyện xảy ra ở vương gia khiến trưởng giáo rất phẫn nộ, hôm nay đặc biệt phái chúng đệ tử tới đây bồi lễ tạ lỗi. Chỉ tạ lỗi thôi sao? Khương Tuyết Dương thần sắc lãnh đạm hỏi một câu, tất nhiên không chỉ có tạ lỗi mà thôi, tất cả những tài sản cướp đoạt từ vương gia ngày đó đều xin được hoàn trả lại. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng thêm 36 kiện địa bảo cấp pháp bảo, 300 tấm thần phù do cao nhân huyền quan vẽ, 50 thanh kiếm pháp sư trai trám mà nội môn Mao Sơn tạo ra, Mao Sơn phái ra nghiệp to lớn, danh sách mà ông ta liệt kê đã vượt qua số tài sản mà Vương gia bị cướp ngày đó rồi, thậm chí có nhiều món đồ giá trị chỉ, chỉ hơn chứ không có kém. Vương gia tuy rằng không thiếu tiền, nhưng những đồ vật mà quán chủ Mao Tam quán báo lên, đều là kho báu đạo môn dù có tiền cũng không mua được đâu. Khương Tuyết Dương ngồi yên bất động, thần sắc lạnh nhạt. Không biết Khương Hành Tẩu còn có yêu cầu gì không, Bần đạo tuân theo khẩu luyện của trưởng giáo, chỉ cần là điều kiện mà Khương Hành Tẩu đưa ra, Mao Sơn phái đều tận lực hoàn thành về việc vương gia chết mấy chục mạng người mao sơn phái các người chuẩn bị giao phó như thế nào đây khương tuyết dương hỏi lời này vừa dứt sắc mặt quán chủ tam mao quán lập tức trở nên khó coi từ cổ trí kim giết người đền mạng mạng người quan thiên khương tuyết dương cắn chặt chuyện này không buông mao sơn phái cũng không có lời nào để nói vẫn xin khương hành tẩu chỉ giáo gia chủ vương gia ông bây giờ là người quản lý của vương gia ông đến nói với bọn họ nên làm như thế nào đi khương tuyết dương quay đầu nhìn vương hán sinh nói tuy rằng chuyện này liên quan đến mạng người vương hán sinh cũng không dám đưa ra yêu cầu quá đáng gì với mao sơn phái chỉ nói thủ phạm trương phàm đã bị xử tử vương gia không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này thêm nữa tu đạo vốn vì thấu hiểu được sinh tử đạo môn mỗi lần phân tranh không cẩn thận sẽ tử thương vô vàn trương phàm đã bị xử tử vương gia cũng không muốn truy cứu nữa tôi cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời làm gì chỉ là tôi muốn ông truyền mấy lời đến trương nhược hư lỡ như Mao Sơn phái còn dám bất kính với vương gia, tôi sẽ không quan tâm gì nữa mà tự mình tới Mao Sơn, phá vỡ huyền quan của ông ta, hủy đi nguyên thần của ông ta. Nói đến câu cuối cùng, Khương Tuyết Dương đứng dậy biểu lộ thần uy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các đệ tử Mao Sơn phái ở đây, không có ai không quỳ dạp xuống đất, không dám nghi ngờ mà ngước nhìn vẻ tôn quý của cô ấy. Đợi đến khi người của Mao Sơn phái đã đi hết, vương gia mới từ từ hồi phục sau cơn chấn động tinh thần. Tạ tiên sinh, Tôn sư bây giờ đang ở cảnh giới nào vậy?" Vương Hán Sinh đến chỗ tôi nhẹ giọng hỏi, có thể khiến Trương Nhược hư không dám bước chân đến Kim Lăng thì ông đoán thử xem cô ấy đã đạt tới cảnh giới nào chứ?" Vương Hán Sinh kinh ngạc không nói nên lời, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Khương Tuyết Dương từ biệt chúng tôi rồi tới Long Hồ Sơn. Kim Lăng xảy ra chuyện như vậy, rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, thiên hạ đều biết. Trong thời gian này bất luận là người trong đạo môn, người âm, thần tiên quan ngoại, đều biết Khương Tuyết Dương của toàn chân giáo đã hợp đạo. Mà khi Khương Tuyết Dương quay về từ núi Long Hổ, địa vị của Phủ Thiên Sư lại lần nữa bị hạ thấp. Cho dù có vị cử danh nhân đạo đệ tử chấn giữ, Phủ Thiên Sư vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản việc danh tiếng bị đánh mất. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo môn lấy thực lực làm trọng. Hứa tấn của Phủ Thiên Sư nếu mà sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, ngày đó tuyệt đối sẽ không bức ép Trương Chi Viễn bãi nhiệm. Không có cao nhân cảnh giới hợp đạo, cũng không có cao nhân cảnh giới nguyên thần, Phủ Thiên Sư muốn tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu đạo môn đã rất khó khăn rồi. Ngũ Đại Đạo Chính Tông bây giờ tuy rằng nhìn việc lựa chọn vị thế thì như cũ không thay đổi, thế nhưng những người sáng suốt đều biết, toàn chân giáo đã mạnh mẽ vùng dậy rồi nha. Mà Mao Sơn Phái tuy rằng có được một chương nhược hư đạt đến cảnh giới nguyên thần, nhưng danh tiếng lại không hề tăng lên chút nào, ngược lại bị thụt lùi trầm trọng. Chương 157, Trợ Quỷ Kim Lăng 1 Khương Tuyết Dương rời đi không bao lâu, người của toàn chân giáo đến và định cư luôn tại vương gia. Cao thủ chân khí có 5 người, dẫn đầu chính là cao nhân huyền quan, họ đến vương gia chính là để chỉ điểm cho đệ tử vương gia tu hành. Sự hiện diện của họ khiến vương gia trên dưới đều hoảng hốt vô cùng, đến bây giờ họ mới tin vào mắt mình, vương gia thật sự có thể quật khởi rồi. Lần này tôi nhập thế là để chảm tà ma độ vong hồn, tất nhiên sẽ không ở lại tu hành ở nội viện của vương gia mãi. Vương gia nắm rõ những chuyện thần bí ở Nam Kinh, vương hán sinh nói nếu tôi muốn nhúng tay vào những chuyện thần bí này thì không còn nơi nào thích hợp hơn chợ quỷ kim lăng thông thường chợ quỷ có hai loại loại đầu tiên là chuyên mua bán trao đổi những món đồ vật cũ quý hiếm và đủ thứ của lạ không rõ nguồn gốc ngoài ra còn có một loại là nơi ma quỷ và tinh linh dị quái giao dịch ở nhân gian đạo sĩ và người âm cũng có thể vào đó tối hôm đó tôi cùng phật gia đi đến chợ quỷ kim lăng chợ quỷ kim lăng nằm ở ven sông tần hoài thuộc ngoại ô nam kinh Lúc chúng tôi đến nơi đã là giữa đêm rồi. Nhìn vào chợ quỷ, chỉ thấy những ánh đèn yếu ớt như ma chơi. Tuy nhìn thấy nhân ảnh thấp thoáng, nhưng tôi cũng nhận thức được không phải tất cả nhân ảnh ấy đều là người. Chợ quỷ chủ yếu là nơi giao dịch của âm hồn, những người chết đột ngột oán khí không tan, địa ngục không tiếp nhận, có người đánh chủ ý lên những âm hồn này, bắt và mang đi nuôi thành tiểu quỷ. Không chỉ có người âm nuôi quỷ, trong đạo môn cũng có pháp môn nuôi quỷ, rất nhiều việc con người không thể làm sẽ giao phó lại cho quỷ hồn đối với những người tu luyện tà thuật như thế này mà nói âm hồn còn có một công dụng khác đó chính là làm thành pháp khí trực tiếp làm mờ nhạt đi linh thức của âm hồn tế luyện thành pháp khí làm gia tăng sức mạnh bên trong pháp khí tôi cùng phật gia tiến vào chợ quỷ hầu hết những gì chúng tôi thấy là loại mua bán âm hồn này quá nửa là phụ nữ và trẻ em tâm ý của trẻ nhỏ thuần khiết như một trang giấy trắng dùng để nuôi thành tiểu quỷ là tốt nhất còn đối với phụ nữ ngoài bắt họ làm những việc mà người thường không thể làm ra còn có thể họa bì cho họ thành người, cắt giấy thành y phục mua về làm vợ. Âm dương khác biệt, những phụ nữ như vậy người phàm tất nhiên không dám cưới về, nhưng đó là thú vui của bọn dâm tặc bang môn tà đạo. Khi còn sống là mỹ nữ, sau khi chết làm diễm quỷ, diễm quỷ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với một con quỷ thông thường. Âm hồn trước khi giao dịch đều bị bao vây bởi tụ âm trận, người thường không thể nhìn thấy được, nhưng Phật gia và tôi đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Phật gia dựa vào tuệ nhãn, còn tôi thì dựa vào chân khí chỉ cần để chân khí luân chuyển đến hai mắt thì có thể nhận biết được bản thể của họ tôi và phật gia tiếp tục đi chỉ riêng tụ âm trận thôi đã nhìn thấy không dưới một tụ lớn nhỏ bọn họ cũng thật là đáng thương sau khi chết đột ngột không thể giải thoát lại còn bị người ta đem đi mua bán nữa phật gia thở dài nói tôi cũng cảm thấy như vậy những âm hồn này vốn không có đạo hành cho dù không bị bắt đi thì căn bản cũng không hại người không gây hại đến người phàm Bọn họ thông thường sẽ lang thang trong núi rừng, lặng lẽ chờ oán khí tiêu tan hết rồi tiến vào âm phủ đợi luân hồi. Bị người khác bắt đi làm vật mua bán, thiện hay ác đã không còn là việc họ còn có thể kiểm soát nữa rồi. Nếu như làm việc thiện thì tốt, nhưng nếu như đã làm việc ác, bị người của âm ty bắt đi thì còn phải chịu hình phạt tra tấn của địa ngục nữa. Âm hồn không tu hành, không thể chịu được gió, mưa, sấm sét, bất cần một chút là sẽ tiêu tán ngay. Âm hồn giao dịch, đối với bọn họ cũng có thể là một cơ duyên đấy. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo choàng dài lên tiếng sau khi nghe câu nói đó của Phật gia. "Ngươi nhìn nữ quỷ kia đi, cảnh ngộ của cô ấy cũng được gọi là cơ duyên sao?" Phật gia chỉ về phía một gian hàng bên đường hỏi, quy mô tụ âm trận của gian hàng kia rất to, khách dừng chân cũng rất đông. Nữ quỷ mà Phật gia nói đến lúc này đang bị người ta bán đi, người mua cô ấy là một trung niên có tướng mạo thô tục, mang theo họa bì mà đến. Nữ quỷ đã hóa thành hình người dựa vào sự trợ giúp của họa bì nhưng lại khỏa thân, giờ phút này đang quỳ mọp dưới chân tên đàn ông trung niên kia, bày ra một tư thế cực kỳ khó coi theo chỉ thị của hắn, tên trung niên đó cười dâm đáng, rõ ràng là hắn rất thỏa mãn. Còn có đứa bé kia, người mua nó là cũng chẳng phải người tốt. Phật ra lại chỉ về phía một tiểu anh linh tầm 5 đến 6 tuổi nói. Người mua anh linh đó bận một đạo bào đen to rộng, đội nón rộng vành, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, môi đỏ như máu, đi nhón chân. Hắn túm lấy cổ anh linh nhìn từ trên xuống dưới, gương mặt đầy vẻ thèm thuồng. Tên đó là quỷ tu, hắn mua anh Linh là để ăn đó. Đạo sĩ trẻ tuổi cười khổ nói, người nói chờ quỷ đối với âm hồn là cơ duyên, nhưng những gì ta thấy dọc đường lại toàn là những kẻ xấu xa, độc ác đến mua bán âm hồn, vậy thì có được bao nhiêu âm hồn sau khi bị mua về được hưởng hương khói thở cúng đây? chương 158, chờ quỷ Kim Lăng 2 Đạo sĩ trẻ kia không trả lời được câu hỏi này, người lương thiện sẽ không đến chờ quỷ, người đến nơi đây quá nửa đều là những người tu luyện tà thuật hoặc là những người vì ham muốn cá nhân phẩm hạnh bất chính mà thôi thậm chí còn không phải người còn có những yêu linh tà ma giả dạng hình người đến chợ quỷ để mua lương thực một đường đến đây tôi đã thấy được rất nhiều dị loài không phải người thậm chí còn có những xác sống được khai mở linh trí chen lấn trong đám đông nếu như những dị loài này không hại người thì đạo môn cũng sẽ không quản chợ quỷ mở ra cũng chủ yếu là dành cho họ bán âm hồn cho họ làm lương thực sau đó đổi lấy thiên linh dị bảo mà họ có được từ trong rừng núi hoang vu. Phật gia nhân từ, không muốn nhìn thấy những âm hồn chịu đau khổ, mà tôi cũng vậy. Trong mắt tôi, chúng sinh bình đẳng, bất luận là người sống hay âm hồn đều như nhau cả. Phật gia có thể bỏ tiền ra mua lại anh linh từ tay tên quỷ tu kia, nhưng chợ quỷ kim lăng mỗi tháng chỉ mở 3 lần, mỗi lần đều có rất nhiều âm hồn trở thành nạn nhân, nếu muốn mua toàn bộ bọn họ, tuy Vương gia giàu có nhưng căn bản là mua không xuể huống hồ khi tên quỷ tu kia nhận được tiền thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục tìm mua âm hồn từ nơi khác cho xem đạo lý này tôi có thể hiểu trong lòng phật gia hiển nhiên cũng rõ điều này cho nên cô ấy chỉ có thể đau lòng thay cho âm hồn nhưng không mở lời nhờ tôi làm bất kỳ điều gì chợ quỷ không những mua bán âm hồn mà còn mua bán cả vật sống vật sống ở đây là chỉ những yêu thú đã ngưng tụ ra nội đan nhưng đạo hành lại kém không thể tự bảo vệ bản thân tất cả mọi sinh linh trên thế gian đều có thể tu hành trong đó đứng đầu là con người. Bởi vì chỉ có loài người mới có thể trực tiếp tu luyện Thức Thần, những sinh linh còn lại muốn tu hành thì trước hết là phải kết tụ nội đan, đợi đến lúc có thể hóa thành hình người, lại luyện hóa nội đan để mở ra tiểu cảnh giới huyền quan. Bên trong nội đan của yêu thú chứa đựng linh khí mà chúng hấp thụ từ đất trời, chúng thần kỳ hơn nhiều so với tiên thảo linh dược thông thường. So với âm hồn, những con yêu thú này còn đáng thương hơn, bởi vì nội đan của yêu thú sẽ mất hết linh khí khi bản tôn chết đi. Vì vậy muốn chiếm đoạt nội đan của chúng, chỉ có thể mổ xẻ và lấy nó ra ngay khi chúng còn sống mà thôi. Đối với việc mua bán âm hồn, đạo sĩ trẻ vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng đến lúc nhìn thấy một tên muốn xuống tay với một con hồ yêu toàn thân trắng như tuyết, tất cả sự phẫn nộ của anh ta đều tuôn trào. Cùng với sự phẫn nộ đang cuồn cuộn là một sự dao động thần niệm kỳ lạ. Tôi nhìn sang Phật Ga, Phật gia kéo tay tôi và viết lên lòng bàn tay tôi một chữ. Thảo nào tôi luôn cảm thấy hơi thở của vị đạo sĩ này có điểm kỳ quái, chỉ là vì những đại yêu không dễ dàng qua được cửa Sơn Hải nên tôi không nghĩ đến phương diện này. Nơi đây là nội quan, người không sợ nếu như động thủ sẽ tự chuốc lấy tai họa sao. Cảm nhận được nộ khí của hắn mỗi lúc một lớn, tôi liền nói với hắn. Người đã nhìn ra lai lịch của ta sao? Đạo sĩ trẻ cao mày hỏi, người không nên xuất hiện ở đây lúc này đâu, càng không nên gây sự ở chợ quỷ. Tôi có thể cảm nhận được thần niệm của hắn rất mãnh liệt, đạo hành tuyệt đối không thấp hơn tôi nhưng suy cho cùng thì nơi này là nội quan chỉ cần để lộ thân phận đại yêu của hắn thì sẽ lập tức dẫn đến họa diệt thân huống hồ nước ở chợ quỷ rất sâu có thể đến chợ quỷ mua bán tuyệt nhiên không phải người thường cũng không phải người tốt lành gì đứng sau những người này đều là những thế lực phức tạp thậm chí một vài đạo thống lớn cũng có lợi ích liên quan với chợ quỷ lẽ nào ta cứ trơ mắt nhìn đồng loại bị sát hại hay sao sau khi nghe tôi nói đạo sĩ trẻ lấy lại được một chút tỉnh táo nhưng trong mắt vẫn còn sự phẫn nộ. Ngươi không cần ra tay thì nơi này vẫn có người có tư cách hơn ngươi ra tay thôi. Tôi nói là ai, ta, Khương Tuyết Dương muốn tôi xuống núi là để tôi có thể nhận thấy sát tâm, lĩnh ngộ sát kiếm. Tôi vẫn biết chợ quỷ u tối, nhưng lại chưa thấy qua chợ quỷ nào thối nát đến vậy. Quỷ thần tối tăm mù mịt, nên tư nghĩ và tự lo cho mình. Cho dù là lúc đối mặt với Trương Phàm, sát tâm của tôi cũng không kiên định như lúc này sở dĩ tôi nhẫn nhịn đến lúc này cũng chỉ là muốn xem xem lòng người nơi này rốt cuộc bẩn thỉu đến mức nào ngay sau đó tôi rút ra thanh kiếm pháp sư trai chám tiến về phía tên quỷ tu kia không nói nửa lời với hắn trực tiếp giáp mặt một nhát chém đứt cánh tay hắn ta bắt lấy tiểu anh linh kia sau đó đưa nó sang cho phật ra sau khi giải thoát tiểu linh anh tôi lại tiếp tục tiến đến tên đàn ông trung niên mặt mày thô tục kia dùng sát khí đập tan thức thần của hắn nếu hắn ta đã không thể khống chế những ham muốn xấu xa của bản thân vậy thì từ nay cứ yên ổn mà làm một người thực vật đi hai biến cố này khiến cho chợ quỷ lập tức hoảng loạn mọi người đều dừng việc mua bán lại tất cả đổ dồn ánh mắt về phía tôi